chương 4700, chờ một cái kỳ tích, nghe được bốn chữ tiên thiên thạch linh, sắc mặt lăng hàn biến thành cổ quái. Hắn đã mơ hồ đoán được xảy ra chuyện gì, nhưng nếu hắn nói ra chân tướng, có lẽ Đông Phương Bạch sẽ nổi điên. Nhưng chân tướng chỉ có một mình hắn biết rõ, thời điểm nghe được bốn chữ tiên thiên thạch linh, sắc mặt mấy người chỉ mộng hàm chấn kinh. Cùng lúc đó, trong sơn động phát ra tiếng kêu la thảm thiết, chỉ trong nháy mắt đã có rất nhiều người chạy ra ngoài, sắc mặt bọn họ mang theo hoảng sợ. Thời điểm này, tiến vào trước nhất đều là đế tử, lúc đi ra lại là đế tử. Đông Phương Bạch, người điên rồi, Lâm Vân lớn tiếng kêu lên, trên người hắn có vết máu, nhưng hẳn không phải là hắn, bởi vì cũng không có vết thương nhưng nét mặt của hắn mang theo hoảng sợ và tức giận. Lớn mật, một tên giáo chủ của Đông Phương gia tộc hừ một tiếng, hắn xuất ra một trường, trường ấn bao phủ bầu trời, bành, bàn tay áp xuống, năng lượng đáng sợ càn quét khắp nơi. Thời điểm hắn thu hồi bàn tay, chỉ thấy khu vực nằm trong phạm vi công kích chỉ có một người lâm vân còn đứng, những người khác đều tử vong. Nếu như lâm vân không có thế tử phù, hắn cũng đã chết. nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người hít khí lạnh, những người vừa mới ra khỏi hang động còn không biết xảy ra chuyện gì, đám người bọn họ rung động không gì sánh bằng. đông phương gia tộc lại dám xuống tay với đế tử, không phải giả vờ giả vịt dọa một chút, mà là thực sự xuống tay độc ác, hạ sát thủ. điên rồi, nhất định là điên rồi. Lâm vân run rẩy, hắn là đế tử, hắn có vũ lực vô địch cùng dai nhưng cường giả giáo chủ lại giết hắn như con kiến, hắn không chịu nổi một kích. Cho nên, nếu như đông phương gia tộc thực sự nổi điên muốn giết đế tử, kết cục của hắn chỉ có một chữ, thảm. Thế tử phù chỉ có thể sử dụng vài lần, có cường giả giáo chủ thậm chí tôn giả tọa chấn, hắn chạy sao? Điên rồi, đúng là điên rồi. Đông phương bạch ho khan một tiếng, trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều nhìn lên người của hắn, có không hiểu, có sợ hãi, có lo sợ không yên, hắn cười nhạt một tiếng nói vừa rồi nói tới đâu nhỉ a à, đúng rồi tiên thiên thạch linh lão đầu này nhìn đám người chung quanh hắn cười nói nơi này có ít người còn không biết tiên thiên thạch linh là cái gì bản tôn sẽ phổ cập tri thức cho các người biết một chút bớt nói nhảm người muốn làm gì lại có thế hệ bạch ngân đứng ra hắn quát mắng đông phương bạch bây giờ đối phương rõ ràng muốn giết người hắn cũng không cần cung kính đông phương bạch nhìn sang tên đế tử ba tên đế tử kia nổ tung may mắn hắn có thế tử phù, hắn không thật sự chết đi nhưng cũng làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh khắp toàn thân. Phiến thiên địa này không phải chỉ vây quanh đế tộc, lão đầu từ tốn nói, có thật nhiều tiểu bằng hữu còn không biết tiên thiên thạch linh là cái gì, người có tư cách gì tước đoạt quyền được biết của bọn họ. Dừng một chút, Đông Phương Bạch bắt đầu giới thiệu về tiên thiên thạch linh. Sau khi nói xong, hắn cười nói, tiên thiên thạch linh này nằm ở dưới bách hoa cốc, nhưng khí tức bản thân quá mức cường đại, cho dù là bản tôn cũng không thể tới gần càng như thế thì càng nói rõ tiên thiên thạch linh khủng bố nếu có thể luyện thành hóa thân tự nhiên châu bò đến mức không tưởng tượng nổi cho nên bản tôn tụ tập các ngươi tại nơi này dự định bắt các ngươi huyết tế mở ra một con đường tiến lên hắn vừa nói xong lời này mọi người xôn xao bọn họ biến thành vật hy sinh huyết tế nói đùa cái gì đông phương bạch người phải suy nghĩ kỹ nơi này có bao nhiêu đế tộc đế tử trình khánh lớn tiếng nói cho dù người huyết tế thành công đạt được tiên thiên thạch linh người có thể ngăn cản lửa giận của đế tộc hay sao? Thánh nhân sẽ mang theo đế binh tới, người chống đỡ được. Chàng trai, người nên hiểu rõ thực lực tranh lệch giữa chúng ta. Đông Phương Bạch cười nói, chỉ cần bản tôn đạt được tiên thiên thạch linh, cũng luyện hóa thành linh thân, cho dù là đế binh cũng không thể giết ta. Hơn nữa, huyết tế toàn bộ các ngươi, bản tôn còn có cơ hội rút ra đế kinh của các ngươi, lấy thân thể tiên thiên thạch linh thôi diễn, khi đó bản tôn đột phá tịch diệt cảnh cũng không phải việc khó. Đến lúc đó, bản tôn hoàn toàn có thể dùng khí lực va chạm đế binh, có thể xưng là chuẩn đế. Tịch diệt cảnh chính là thánh nhân cảnh, nhưng bình thường không có người biết tên cảnh giới là gì, chỉ có thể tôn xưng là thánh nhân, cấp thánh nhân. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, kế hoạch không chê vào đâu được, theo cách nói của Đông Phương Bạch, hắn thật sự có thể không sợ đế tộc, thậm chí hắn có được thực lực chuẩn đế, đế tộc cũng phải cục đuôi làm người, không dám trêu chọc. Nếu Đông Phương gia chủ cần huyết tế để thu hoạch được tiên thiên thạch linh, nể tình đông phương gia tộc nhiều năm qua vất vả, ta đại biểu hắc quỷ đế tộc biểu thị hỗ trợ. Một tên nam tử lên tiếng, hắn là hắc quỷ đế tộc đế tử thế hệ Bạch Ngân, tên là Đồng Khiếu. Khốn kiếp, vô sỉ, nghe được Đồng Khiếu nói như vậy, tất cả mọi người xem thường. Vì mạng sống, có thể không biết xấu hổ thì như vậy sao? Thất diệu đế tộc cũng biểu thị hỗ trợ, kim đỉnh đế tộc hỗ trợ. Có càng nhiều đế tử đế nữ đứng ra tỏ thái độ, hiển nhiên, chỉ cần mình không chết, chết nhiều người hơn nữa cũng không quan trọng. Đông Phương Bạch nhìn vào trong mắt, đột nhiên hắn hừ một tiếng, khí tức tôn giả bộc phát làm đám người câm miệng. Đúng là một đám buồn nôn, hắn lạnh lùng nói, vì mạng sống, các ngươi cái gì cũng làm được, các đế tử đế nữ đều không nói gì, theo bọn họ nghĩ, không phải đế tộc đều là sâu kiến, chết một ngàn một thì như thế nào. Mạng của các ngươi là mạng, mạng của người khác không phải sao. Đông Phương Bạch lạnh lùng nói, hôm nay, bản tôn sẽ cho các người biết, các ngươi xem chúng sinh như sâu kiến, kỳ thật chính các ngươi cũng chỉ là sâu kiến mà thôi." Hắn giơ tay đánh xuống, ông, đạo tắc đan vào nhau và hóa thành một cái lồng giam, cũng thu nhỏ về hướng trung tâm. "Bang, bang, bang, đây chính là đạo tắc của Tôn giả, uy lực đáng sợ không gì sánh được, chỉ cần đụng vào sẽ chết, sẽ biến thành mưa máu ngay lập tức." Chỉ trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ sơn cốc đã máu chảy thành sông. Người thực lực mạnh sẽ chảy vào trung tâm, mặc dù không thể giải quyết vấn đề nhưng ít ra có thể chết muộn một chút, nói không chừng sẽ có kỳ thích phát sinh. Nhưng địa phương này chỉ lớn bao nhiêu đó, người có chen cũng không chen được bao nhiêu. Bởi vậy, chiến đấu lập tức bộc phát, người thực lực yếu bị bài xích ra ngoài, sau đó bị đạo tắc xoắn nát hóa thành mưa máu. Toàn bộ sơn cốc hoàn toàn biến thành lò sát sinh, ở chỗ này, bình thường võ giả cũng tốt, thánh địa đạo tử cũng được, thậm chí đế tử lại như thế nào, khác biệt chỉ ở tại chết sớm một điểm muộn một chút. Tiểu hàn tử, người có thể ra ngoài không? Đại hắc cầu trong run rẩy, đây chính là một vị tôn giả đang hãm hại đám tiểu bối bọn họ, bọn họ có thể thoát chết hay không? Lang Hàn cao mày, nói: "Không được, địa mạch cũng bị áp chế, vậy làm sao bây giờ, chờ chết sao?" Tiểu Thanh Long vội la lên, "Không, chờ một cái kỳ tích." Lang Hàn trầm giọng nói: "Chương 4701, cát thiên thu hiện. Quy tắc lồng giam không ngừng co vào, là do tôn giả xuất thủ, mặc ngươi là thế hệ Bạch Ngân thì như thế nào?" cho dù là thế hệ hoàng kim, cảnh giới tranh lệch quá xa cũng chết thảm. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, máu của người chết hóa thành sông, sau đó bị huyết tế, hào quang đỏ rực bay lên và thắp sáng toàn bộ sơn cốc. Lăng Hàn, lúc này, chỉ mộng hàm nói với Lăng Hàn, có câu nói ta muốn nói với ngươi, ách, nếu như thích ta, ta đã sớm biết. Lăng Hàn nói, chỉ mộng hàm im lặng, đã đến lúc này ngươi còn có tâm tư nói dỡn hay sao? Không phải, nàng cắn răng nói, Vậy ngươi muốn nói cái gì? Lăng Hàn hiếu kỳ, tại sao mị lực của mình kém như thế, chẳng phải hắn luôn được đế nữ cảm mến hay sao? Chi, Sắc Trư kêu lên, Sắc Trư ra sức đạp mạnh, nó thoát ra khỏi ngực của Tiểu La Lị tóc bạc, cũng nằm sấp trên lưng của Lăng Hàn, sau đó dùng bốn cái móng nhỏ bám chặt vào quần áo Lăng Hàn, dáng vẻ có chết cũng không buông ra. Con heo thối, ngươi có ý gì? Tiểu La Lị tóc bạc bị thương rất nặng, tại sao con Sắc chư này lại bỏ mình? Hi hi hiển nhiên nó cảm thấy đi theo tiểu hàn tử sẽ có khả năng sống tiếp. Đại hắc Cẩu cười nói, lăng hàn cảm thấy khó hiểu, hắn nói, sắc chư đau thương bất nhập, chúng ta ném nó ra ngoài, nói không chừng có thể ném thủng quy tắc lồng giam này đấy. Sắc chư lập tức biến sắc, vội vàng buông lỏng tứ chi, nó lao tới tấn công đại hắc Cẩu, liều mạng cắt chặt ra lông đại hắc Cẩu. Nó đau thương bất nhập cũng có hạn mức cao nhất, tôn giả xuất thủ, nó phải chết không nghi ngờ. Oanh, sơn cốc sáng lên, vô số máu tươi đan vào nhau, bên trong ẩn chứa tinh khí sinh mệnh cường đại, còn có đạo tắc, thanh thế hiến tế vô cùng to lớn. Đông Phương Bạch lộ ra vẻ mặt chờ mong, tuổi thọ của hắn không nhiều, lúc này hắn mới liều một phen, chỉ cần đạt được tiên thiên thạch linh, Đông Phương ra có thể đứng ở thế bất bại, nếu có thể đạt được đế kinh, nói không chừng hắn có thể bước vào cảnh giới thánh nhân. Thành thánh, hắn sẽ thu được thọ nguyên gấp 10 lần, từ đó sẽ biến thành động lực giúp hắn, hắn không quen nhìn đế tộc, gia tộc bị ức hiếp, đều chỉ là lấy cớ. Nhanh, sắp rồi, Người đông phương gia tộc chờ mong, bọn họ đã bị trói chặt vào một chỗ, không thành công thì thành nhân. Ai, đúng lúc này, một tiếng thở dài vang lên. Ở đâu ra, đông phương bạch sướng sờ, hắn có tu vi cao nhất tại nơi này nhưng hắn không thể phát hiện tiếng thở dài phát ra ở hướng nào, tâm thần hắn run rẩy. Phải biết rằng, hắn đang thời khắc mấu chốt ngưu đoạt tiên thiên thạch linh, cho nên tâm thần của hắn rất mẫn cảm, có gió thổi cỏ lay cũng sẽ kinh động tới hắn. Ai, Hắn quát, Lang Hàn thở ra một hơi. Cát Thiên Thu lão gia tử đã sắp xuất thủ. Hắn biết rõ lão gia tử đang ở dưới lòng đất, mà cái gọi là huyết tế khẳng định sẽ làm hắn giật mình tỉnh giấc. Nhưng trong lòng của hắn không chắc chính là Cát lão gia tử có nguyện ý quản chuyện này hay không. Còn nữa, lão gia tử đánh thắng được tôn giả sao? Lão hủ Cát Thiên Thu xoát bóng người xuất hiện, chỉ thấy Cát Thiên Thu đã trống rỗng xuất hiện trên bầu trời. Hắn cảm thán, hiện tại đã không còn ai nhớ cái tên này. Đông Phương Bạch nhìn đối phương, lão đầu này dáng vẻ khí huyết suy bại, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, thọ nguyên của đối phương đã không nhiều, có lẽ không kém hơn hắn bao nhiêu. T. Lão giả này tới đây cướp đoạt tiên thiên thạch linh với hắn. Nét mặt của hắn biến thành uy nghiêm đáng sợ, tiên thiên thạch linh quan hệ tới việc hắn có thể sống thêm vài chục vạn năm nữa hay không, chi nên đây chính là mạng của hắn. Ai dám cướp thì hắn sẽ lấy mạng đối phương, hắn sẽ không tiếc tất cả đại chiến một trận. Đạo hữu đây là địa bàn của Đông Phương gia, cho nên, xin ngươi thối lui đi. Hắn từ tốn nói, hắn muốn đối phương biết khó mà lui, như vậy là tốt nhất. Cát Thiên Thu cười cười, hắn ho khan một tiếng, hắn thở dài, ra, thực sự già rồi. Nghe nói như thế, tâm thần của Đông Phương Bạch sinh ra cảnh báo, ngươi nói già, như vậy ngươi cường điệu quyết tâm đoạt tiên thiên thạch linh hay sao? Đạo hữu đầu tiên hủy cái lồng giam này thôi, tạo ra sát nghiệp quá lớn sẽ làm đất trời oán giận hy vọng thành thánh của ngươi sẽ mỏng manh. Các thiên thu nói, tiện tay nhấn một cái, bành bành bành, lồng giam lập tức vỡ nát. Mọi người như chút được gánh nặng, bọn họ có cảm giác sống sót sau tai nạn, có ít người thậm chí khóc giống lên. Đây chính là kỳ tích người chờ đợi hay sao? Đại hắc cẩu, chỉ mộng hàm đều hỏi hắn. Lăng hàn gật gật đầu. Không tệ, Ngoá tiểu tử ngươi biết có người cứu giá, tại sao lại không nói, làm hại cẩu ra khẩn trương một hồi. Đại hắc cẩu dựng ngón giữa với lăng hàn lăng hàn cười cười kỳ thật hắn cũng không biết các thiên thu có xuất thủ hay không hắn chỉ nắm chắc bảy thành mà thôi một bên khác đông phương bạch vừa sợ vừa giận giận là quả nhiên các thiên thu nhằm vào tiên thiên thạch linh mà đến kinh hãi là đối phương tùy ý ấn một cái đã giải trừ thủ đoạn của hắn thực lực còn mạnh hơn hắn quá nhiều không cần phí công khí lực các thiên thu lắc đầu nói ngươi muốn tiên thiên thạch linh nó đã sớm xuất thế từ hàng trăm triệu năm trước rồi không có khả năng Đông Phương Bạch tự nhiên cự tuyệt tin tưởng, bởi vì hắn đã chuẩn bị việc này từ rất lâu. Hơn nữa cũng đã nghĩ thông suốt, hắn dám giết cả đế tộc, cho nên hắn đã không có đường lui. Cho nên việc này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Các thiên thu cười cười, lão hủ đã ở bên dưới nhiều năm như vậy, phải hay không phải? Ta tự nhiên biết rõ hơn ngươi. Đông Phương Bạch bộc phát sát khí, là đánh cắp tiên thiên thạch linh của bản tôn. Đôi mắt hắn đỏ rực, hắn đã nổi điên. Đây là tự nhiên tiên thiên thạch linh liên quan tới vận mệnh của đông phương gia còn có mộng đẹp kéo dài tính mạng của hắn hắn tuyệt đối sẽ không để xảy ra ngoài ý muốn oanh đông phương bạch giết tới thân thể hắn bay lên không hiu 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 phía sau hắn không ngừng xuất hiện ánh sáng đan vào thành phiến giống như lông vũ của loài chim mỹ lệ không gì sánh được nhưng chỉ trong nháy mắt ánh sáng thay đổi phương hướng và bay thẳng về hướng các thiên thu tất cả đều là đạo tắc tạo thành bổ sung năng lượng tầng thứ cao đáng sợ tới mức không nói thành lời ngay cả đế tử cũng hít khí lạnh, cho dù bọn họ có thế tử phù thì thế nào, chỉ sợ vừa mới phục sinh cũng sẽ bị lông vũ oanh sát, có bao nhiêu cơ hội sống lại cũng không đủ. Đây chính là tôn giả, bọn họ rất khủng khiếp, các thiên thu lắc đầu thở dài, hắn duỗi bàn tay khô quát ấn một cái. Tất cả công kích của hắn đều tan thành mây khói, cái gì, đông phương bạch hoảng sợ, đây là thực lực kinh khủng cỡ nào. Hắn là tôn giả nhị tinh, người ta dễ dàng hóa giải công kích của hắn, chỉ ít cũng phải là tôn giả lục tinh thất tinh không, bản tôn tuyệt đối không giao tiên thiên thạch linh cho bất cứ kẻ nào. Hắn hét lớn và làm ra cử chỉ điên rồ, oanh, hắn lần nữa hướng về các thiên thu đánh tới. chương 4702, Thánh Nhân, các thiên thu lắc đầu lần nữa, hắn vươn tay ấn một cái, nhưng lần này hắn cũng không phải là hóa giải công kích đơn giản như vậy. Hắn xuất một trường, bành, đông phương bạch bị đánh vỡ nát. Trời ơi, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người run rẩy. Tình huống như thế nào, đường đường tôn giả lại bị xử lý đơn giản như thế. Đây là thực lực kinh khủng cỡ nào? Thánh, thánh nhân, có đế tử thấp giọng hô, mặc dù thực lực của tôn giả cũng có phân chia cao thấp, nhưng có thể đạt tới cảnh giới này, có ai không phải thiên tài trong thiên tài. Cho nên, muốn miểu sát là chuyện không thể nào, như vậy cũng chỉ có một khả năng, các thiên thu là thánh nhân, cho nên mới có thể vung tay lên chụp chết đông phương bạch. Bái kiến các thánh nhân, lúc này phần lớn người đều quỳ xuống, cho dù là đế tử đế nữ cũng ôm quyền hành lễ, thần sắc cung kính. Thánh nhân đấy, trong thời kỳ thiên hạ không đế, đây chính là tồn tại mạnh nhất, dù là đế tộc cũng phải dùng quy cách cao nhất đối đãi. Đế tử có cuồng vọng, có kiêu ngạo, khi gặp thánh nhân cũng phải cúi đầu. Phải biết, dù là thế hệ này thật sự xuất hiện một tổ vương nhưng cũng chỉ có một người, những người khác nhiều lắm chỉ có thể ngồi ngang hàng với vị này, nhưng đó là chuyện của không biết bao nhiêu năm sau. Thánh nhân, thiên hạ cung kính tất cả người của đông phương ra đều cảm thấy mơ hồ chẳng phải nói đông phương ra sắp trở thành thế lực đỉnh cấp hay sao đã nói lão tổ sắp trở thành chuẩn đế tại sao hắn chết hơn nữa còn chết không lưu lại một chút xương cốt nào a à, không biết ai thét lớn mấy người còn lại của đông phương ra lập tức chạy trốn chết bọn họ chạy không còn hình bóng các thiên thu cũng không có truy kích trên thực tế nếu như không phải đông phương bạch hùng hổ dọa người hắn cũng sẽ không giết chết đối phương lão ra tử ngửa đầu nhìn trời hắn thở dài nói một nơi ẩn thân thật tốt lại bị phá xem ra đây là thiên ý sau khi huyết tế đạo tác trí cao sẽ xuất hiện sơ hở cho dù có thái cổ nguyên nê cũng không thể chấn áp sinh cơ của hắn tiết ra ngoài không có biện pháp hắn quá cường đại cho nên hắn có ở lại nơi này cũng không có ý nghĩa các thiên thu liếc mắt nhìn đám người bị ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm vào cho dù là đế tử cũng phải cúi đầu xuống không có ai dám đối mặt nhưng ánh mắt của hắn nhìn lên người lăng hàn hắn lại phát hiện người trẻ tuổi này không sợ hãi đối mặt với mình. a à, mặc dù lão gia tử đã từng gặp Lăng Hàn một lần, nhưng lúc đó hắn thu liếm tất cả khí tức, Lăng Hàn mới có thể chậm rãi nói chuyện với hắn, nhưng bây giờ phong mang hơi lộ, tuyệt đối không phải chân ngã cảnh có thể gánh vác được. Có tư chất thành đế, hắn nói trong lòng một câu, đột nhiên hắn sinh ra một cỗ sát ý, sát ý lập tức hóa thành sóng to gió lớn, từ đó tâm thần mọi người phát lạnh như rơi vào hầm băng. Ha ha, đã trải qua nhiều năm như thế, tại sao vẫn không nhìn ra chứ lão gia tử lắc đầu tiểu tử này trẻ tuổi như vậy cho dù muốn tranh một đường cơ duyên với hắn đó cũng là chuyện thật lâu sau này đi rồi đi rồi các thiên thu cười ha ha hắn phất tay áo một cái toàn bộ thiên không đảo phát ra tiếng ầm ầm sau đó nhìn thấy hắn phá không mà đi hắn xé rách cả bầu trời tất cả mọi người thở ra vừa rồi cảm ứng được sát ý của các thiên thu nếu một vị thánh nhân ra tay với bọn họ cho dù là thế tử phù cũng không cách nào phát huy tác dụng tất cả đều phải chết bọn họ đi dạo một vòng trước trước quỷ môn quan có ai không sợ lăng hàn nhìn lên bầu trời nơi này bị quy tắc trí cao phong tỏa nhưng bây giờ lại sinh ra một vết nứt chị mỹ nữ hắn nói nơi này bị quy tắc trí cao phong tỏa có phải thánh nhân cũng không cách nào oanh phá chỉ có thể sử dụng đế binh mới có thể phá vỡ đúng chị mộng hàm gật đầu sau đó sắc mặt nàng kinh hãi t tại sao các thiên thu có thể làm được trên người hắn mang theo đế binh sao Lăng Hàn, một tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy Lâm Vân đã giết tới đây. Không chỉ có hắn, còn có Thạch Hào, Tri mỹ nữ, đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Lăng Hàn đưa tay chộp một cái, hắn kéo đại hắc cầu cùng Tiểu Thanh Long và phát động tinh bộ, xèo, hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Uy, trả heo cho ta, Tiểu La lì tóc bạc kêu lên, sắc chưa đang nằm trên cổ của đại hắc cầu. Oanh, đúng lúc này, trong lỗ thủng của hòn đảo xuất hiện rất nhiều người, không thiếu cường giả giáo chủ. Đạo tác phong tỏa đã tiêu tan, nơi này xảy ra chuyện gì? Có một vị cường giả giáo chủ cấp hỏi, hắn đến từ đế tộc, cũng là người hộ đạo của đế tử. Mọi người nói tình huống nơi này, lập tức làm các cường giả kia chấn kinh. Nơi đây lại có một bộ tiên thiên thạch linh, Đông Phương gia tộc to gan lớn mật dám giết đế tộc. Có thánh nhân bế quan ở đây, vừa mới xuất thế. Các tin tức này mang theo hiệu quả chấn động rất lớn, hơn nữa tất cả đều bạo phát cùng một lúc, cho dù là cường giả giáo chủ cũng ngây người nhưng chỉ qua một lúc sau những cường giả này khôi phục tinh thần phát ra tin tức truy nã dư nghiệt đông phương ra chết sống bất luận đi thăm dò tư liệu của các thánh nhân xem hắn là thần thánh phương nào còn có hồi bẩm gia tộc lăng hàn dám đánh giết đế tử lần này lăng hàn đã lật trời trong lần tới thiên không đảo hắn đã chém giết bốn tên đế tử thậm chí còn có một người là thế hệ bạch ngân đế tộc tức giận không giết lăng hàn mặt mũi còn đâu lại nói lăng hàn sau khi hắn phát động tinh bộ rời đi, hắn lập tức lấy trận cơ và mang theo đám người đại hắc cẩu về tới thiên không tinh. Quy tắc trí cao phong tỏa bị oanh phá, đương nhiên có thể dùng, truyền tống trận. Hắn không chút do dự vượt qua tinh vực, nơi đây cũng không thể ở lâu, bằng không sẽ có đại họa. Đồng thời, hắn cũng phóng thích hỗn độn cực lôi tháp ra khỏi thứ hải và thu sát người, cứ như vậy, có mẫu kim che lấp khí tức, tin tưởng dù là thánh nhân cũng không cách nào bói ra vị trí của hắn. Xong, xong, chúng ta thật sự nằm trên sổ đen rồi, trước khi thành tựu thánh nhân, chúng ta cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích. Đại Hắc Cầu kêu thảm thiết, hắn vừa mới nghe Lăng Hàn nói có bốn tên đế tử chết trong tay của hắn. Mặc dù trước kia có chín đế tộc truy nã Lăng Hàn, nhưng Lăng Hàn khi đó chỉ hãm hại một tên đế tử, tên đế tử này không có chết, cũng không có bị thương nặng. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn đâm thủng trời rồi. Giết rất tốt, tiểu thanh long vỗ tay, nó là kẻ không sợ trời không sợ đất. Sắc chư lặng lẽ rời đi. Lăng Hàn mắt sắc, hắn dùng tay tóm lấy nó. Heo mập, ngươi chạy cái gì? Vừa rồi gặp được nguy hiểm, ngươi còn chạy tới chỗ của ta, bây giờ nghĩ qua sông đoạn cầu sao? Nghĩ hay lắm, đại hắc cầu hét lên. Đến đây, có nạn cùng chịu. Chi, 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 sắc chư kêu thảm thiết, nó liên tục dẫy ruộng. Nó muốn nằm trong ngực của tỷ tỷ xinh đẹp. Tổ đội bốn người phóng túng trong tinh không một hồi, liền bắt đầu tìm hiểu tình huống trước mắt. Quả nhiên, đế tộc tức giận phát ra tất sát lệnh khắp thiên hạ chương 4703, thường gia xuất thủ. Tử vi đế tộc Bách Lý, Kim Đỉnh đế tộc Thạch Gia, Bạch Vũ đế tộc Từ Gia, Huyền Phong đế tộc Quan Gia, bốn đại đế tộc đồng thời phát ra tất sát lệnh, muốn cái đầu của Lăng Hàn. Phàm là người có thể mang thi thể Lăng Hàn đi đến bốn đế tộc, người đó có thể thu tập bất cứ môn đế thuật nào, đế tộc cũng nhận nhân tình của ngươi. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động, quyết định này rất kiên quyết, phải giết Lăng Hàn. Mà đúng lúc này, Phật tộc Tây Thiên vực cũng phát ra tất sát lệnh, đồng thời truy nã Lăng Hàn, bọn họ lại đưa ra điều kiện thấp hơn nhiều, chỉ hứa hẹn truyền thụ thánh thuật, đồng thời Phật tộc Tây Thiên vực cũng nhận một nhân tình. Bọn họ cũng chen vào một chân, chuyện này cũng không kỳ quái, dù sao Lăng Hàn giết thích diệt đến từ Phật thổ, hắn suýt nữa thiêu chết ba tên Bồ Tát. Hắn một hơi đắc tội năm đế tộc, đúng rồi, còn có Hỏa Vân đế tộc, Yêu Lang đế tộc Lâm Lãng, người Lâm gia nhận định là hắn làm, Lăng Hàn lại giết Hồng Thiên bộ của Yêu Lang đế tộc. Cho nên, có tới bảy đế tộc nhất định phải giết hắn còn có mấy đế tử bị hắn nhục nhã qua nếu tăng thêm bọn họ có lẽ đế tộc lên tới hai con số tiểu hàn tử cầu ra phục năng lực gây hỏa của ngươi rồi đại hát cầu thở dài nói lăng hàn cười cười nhiều ngày trôi qua như vậy đi chỉ thấy đế tộc phát ra treo thưởng nhưng không phái cường giả tới nói rõ cái gì hỗn độn cực lôi tháp quả thật có thể che lấp thiên cơ cho dù là thánh nhân cũng không thể bối ra vị trí của hắn tốt chỉ cần hắn bước vào thánh cảnh năng lực trận đạo của hắn bước vào thánh cấp, cho dù đế tộc thì như thế. Đế binh rất mạnh nhưng nó lại là tử vật, kết nối tinh võng xem sao. Bọn họ tìm hiểu tình huống của tinh thể, nghe tin đồn của người ta, tự nhiên chỉ nhìn thấy một góc của băng sơn. Sau khi kết nối tinh võng, trên tinh võng thực sự náo nhiệt, khắp nơi đều đang dò xét tin tức của Lăng Hàn. Có người sùng bái, gia hỏa này dám chọc đế tộc, thật sự là châu bò. Đương nhiên cũng có người châm chọc khiêu khích, cho rằng Lăng Hàn lần này chết chắc, thực sự chọc giận đế tộc, thánh nhân cũng sẽ xuất thủ, khi đó lang hàn khó thoát kiếp nạn này. Tiểu hàn tử, lần này người thật sự danh chấn tinh không, chỉ sợ về sau không ai không biết, không người không hay. Đại hắc cầu nói ra lời bình, vì an toàn của cầu ra, về sau ta nên giữ khoảng cách với người mới tốt. Đúng đúng đúng, T, yêu thanh long cũng gật đầu, sắc chư càng gật đầu, dùng hai cái móng vuốt phất phất về phía đại hắc cầu cùng tiểu thanh long, dường như nó muốn nói chúng ta nên tranh thủ chạy trốn khỏi lăng hàn. Bọn gia hỏa này, Lăng Hàn lại tìm hiểu xem có di tích cổ mở ra hay không, hắn muốn tìm tài nguyên trước khi chạy trôi chết. Nhưng hắn mong đội vô ích, vị cát lão ra kia có lai lịch gì. Lăng Hàn hiếu kỳ, cát thiên thu tuyệt không phải thánh nhân bình thường, bởi vì hắn có thể đánh vỡ quy tắc trí cao phong tỏa. Đạo tắc trí cao tồn tại là có quan hệ với tiên thiên thạch linh. Đại Hắc Cẩu phân tích nói, tiên thiên thạch linh xuất thế, đạo tắc trí cao khẳng định sẽ từ từ tiêu tán, lúc yếu tới mức nhất định, nó sẽ bị thánh nhân oanh phá đúng đấy trước đó các đế tộc thử một chút phát hiện không nắm đế binh vào không được về sau không ai nhàm chán như thế lại đi thử một lần tiểu thanh long nói tiếp cho nên quá khứ trôi qua thật lâu đạo tác trí cao cũng biến mất rất nhiều tin tưởng về sau sẽ còn gặp lại lão gia tử này Lăng hàn nói hắn cũng không có ý định tiếp tục chủ đề này bởi vì trừ các thiên thu biết mình ra hẳn không biết đối phương mạnh tới mức nào tiểu hàn tử chúng ta tiếp đi đâu phóng túng đại hắc cầu hỏi phóng túng cái gì mà phóng túng khiêm tốn biết hay không lang hàn cười nói cùng lúc đó tứ phương đế tộc thường ra hôm nay thường ra không tầm thường bởi vì nơi này có tới bốn vị thánh nhân phân biệt đến từ thạch quan từ bách lý bốn cái đế tộc đây là trận thế lớn bởi vậy thường ra cũng xuất động một vị thánh nhân làm chủ sự tiểu tử kia kết nối tinh võng lúc này một người thường ra đi vào đại sảnh cũng bẩm báo với thánh nhân thường ra ở đâu thánh nhân thường ra hỏi Đông Thiên Vực, Tử Lạc Tinh Vực, Băng Hải Tinh. Tên tộc nhân nói, tốt, người đi xuống đi. Thánh nhân thường ra phất phất tay, sau đó nhìn các thánh nhân chung quanh. Bốn vị đạo huynh, thường ra phá lệ cho các ngươi, việc này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Bốn đế tộc tìm tới cửa, chính là mời thường ra xuất thủ định vị tung tích của Lăng Hàn. Nhưng thường ra vỡ rêu dao bọn họ chỉ bảo trì quyền lực tinh võng, cũng không cần nhúng tay xử lý, nhưng bây giờ chứng minh, chuyện này là nói hưu nói vượn tinh võng chính là tài sản riêng của thường gia nhưng người bình thường không biết mà thôi cho nên việc này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài bằng không sẽ gây ra sóng to gió lớn còn ai dám dùng tinh võng được bốn tên thánh nhân đều gật đầu các ta thiếu thường gia một cái nhân tình thánh nhân thường ra phất phất tay xem như ra lệnh đuổi khách lang hàn từ đầu đến cuối không yên lòng với tinh võng bởi vì đế tộc từ trước đến nay đều không sử dụng tinh võng trong đó có rất nhiều nguyên nhân bởi vậy hắn tìm hiểu một chút tình huống thì ném liên tiếp khí và rời đi. Không bao lâu, hắn liền nhận được tin tức, có vài vị tôn giả giá lâm tinh thể hắn ở lại lúc trước, phong tỏa địa mạch và truyền tống trận, hắn không thể làm gì. T. Tại sao đám người kia có thể tìm tới đây? Đại hắc cầu kinh hô, lang hàn cười nhạt một tiếng, thường ra, nếu nói thánh nhân bói toán, như vậy truy binh đã sớm tới rồi, hiện tại không còn bao lâu, hết lần này tới lần khác bọn họ vừa kết nối tinh võng đã bị phát hiện, như vậy thường ra đang bán đứng bọn họ. Ngay cả đại hắc cầu cùng tiểu thanh long cũng tức giận, cũng mang ý nghĩa về sau sẽ có thêm địch nhân là đế tộc. Càng phải cẩn thận, nên ít sử dụng tinh võng, nếu không có di tích cổ mở ra, Lăng Hàn vẫn tu luyện đàng hoàn. Làm cho Lăng Hàn khó chịu là, số tài khoản trên tinh võng của hắn đạt tới cả trăm triệu, hiện tại gần như không thể vận dụng tiền tài mua đồ thật, hắn nhất định phải cung cấp địa chỉ thu hàng, như vậy mới có thể bàn việc khác may mắn trong tay hắn cất giữ rất nhiều đạo thạch nhưng không có đại sát chiêu như tinh võng lăng hàn luyện hóa ba tiến hóa quả thạch thai thứ hai còn kém một chút là đạt tới ngân thai nhưng tiến cảnh như vậy rất chậm nếu cứ dựa vào mình tu luyện muốn đạt tới võ đạo tứ hình hắn không dùng thời gian vài trăm năm thành không được võ giả không thể mang theo tài nguyên tu luyện đi cho nên bọn họ dựa vào mình tu thành cũng mất thời gian quá lâu thế hệ hoàng kim nếu không có đế tộc dốc sức bồi dưỡng hiện tại hắn nhiều lắm chỉ là chân ngã cảnh. Thấm thoát một năm qua đi, tiểu hàn tử, việc lớn không tốt, đại hắc cầu chạy tới, trên mặt mang theo lửa giận. Làm sao vậy, lăng hàn hỏi, đế tộc vây quanh cửu dương thánh địa, người phải trong một năm đi về cửu dương thánh địa quy hàng, nếu không sẽ san bằng cửu dương thánh địa. Trường 4704, đe dọa mạnh mẽ. Cái gì, Lăng Hàn đứng lên, trước đó chín đế tộc đã từng chất vấn cửu dương thánh địa, nhưng lúc đó Lăng Hàn đã rời khỏi cửu dương thánh địa, Thánh Địa cũng tuyên bố thông cáo nói đuổi Lăng Hàn ra khỏi tông môn, từ đây về sau, giữa hai bên không còn quan hệ với nhau. Đế tộc mặc dù trâu bò nhưng trong nhiều tình huống, bọn họ cũng không có san bằng cửu dương Thánh Địa, dù sao trong lịch sử đã có tiền lệ, tân đế đăng cơ sẽ thanh toán. Vốn cho rằng, việc này sẽ qua đi, lại không có nỗi lo về sau, không nghĩ tới lại tới lần nữa. Đế tộc làm thật, hơn nữa cũng không có ý định muốn mặt mũi. Đại Hắc Cẩu nói, bọn chúng muốn ép ngươi hiện thân lăng hàn trầm ngâm bọn khốn kiếp này dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ hiện thân người khác không biết hắn còn có hai kiều thê lưu tại cửu dương thánh địa dựa theo suy nghĩ của người bình thường có ai hy sinh bản thân đi cứu tông môn cũ chứ chỉ sợ cũng không còn biện pháp bọn họ muốn chữa ngựa chết thành ngựa sống tiểu thanh long nói thánh nhân bói toán vô công lăng hàn vô cùng cảnh giác mỗi lần kết nối tinh võng sẽ đổi nơi khác cho dù đế tộc quyền thế ngập trời cũng không thể tìm ra hắn cho nên cửu dương thánh địa chính là cọng dơm cuối cùng của bọn họ. Nhưng lại bị bọn chúng nắm được, Lang Hàn cười khổ, không chỉ bởi vì hổ nữ cùng nữ hoàng, hắn không có khả năng ngồi nhìn cửu dương thánh địa bởi vì chính mình mà bị hủy diệt, không nói những chuyện khác, cửu sơn tôn giả đối đãi với hắn như con ruột, hắn có thể ngồi nhìn mặc kệ hay sao? a à, người thật sự muốn tự chui đầu vào lưới, đại hắc cầu nói, Lang Hàn nghĩ nghĩ, ta nhất định phải đi cửu dương thánh địa, nhưng lại không đến mức tự chui đầu vào lưới. Hắn lại mua liên tiếp khí, sau đó hắn bắt liên lạc với Cửu Sơn Tôn giả. Hai người thương lượng thời gian thật lâu, sau đó Lăng Hàn vứt bỏ liên tiếp khí, hắn đi tới tinh thể khác. Như thế nào? Đại Hắc cầu hỏi, đi, đi Cửu Dương Thánh địa." Lăng Hàn nói, "Thật sự phải đi sao?" Tiểu Thanh Long hỏi, Sắc Trư trực tiếp ôm lấy một cây trụ, dường như nó tỏ thái độ kiên quyết là mình không đi. Lăng Hàn một tay tóm lấy nó. "Đi, chi." Sắc Trư kêu thảm thiết, nó không muốn đi chịu chết bọn họ bắt đầu xuyên thẳng qua tinh vực, cũng đi về phía cửu dương thánh địa. Tại sao đế tộc lại cho thời gian một năm? Đương nhiên là sợ lăng hàn cách quá xa, không kịp chạy trở về, trong thời gian một năm, trừ khi đang ở biên giới của tinh không, nếu không, tuyệt đối không có khả năng không thể quay về. Ba tháng sau, bọn họ đã đi tới cửu dương tinh. Có hỗn độn cực lôi tháp hiểm hộ, lại thêm diễn hồn thuật, còn có năng lực trận đảo tông sư, bốn người lặng lẽ tiến vào, cũng không làm kinh động bất cứ người nào. Lăng Hàn một mình đi vào trong cửu dương thánh địa, hắn chỉ ở lại một lúc rồi đi. Tiểu Hàn tử, người đang làm trò quỷ gì? Đại Hắc Cầu hỏi, Lăng Hàn cười nói, không nên gấp, phải kiên nhẫn. Việc như vậy làm sao có thể bắt Đại Hắc Cầu cùng Tiểu Thanh Long kiên nhẫn chứ? Kỳ hạn một năm càng ngày càng gần, nam đế tộc uy hiếp là một sự thật, bọn họ nên giải quyết như thế nào? Đế tộc đấy, lần này vì chân áp cửu dương thánh địa, khẳng định sẽ có thánh nhân đích thân tới, thử hỏi cửu dương thánh địa ngăn cản thế nào thánh khí ha ha thánh khí có khả năng địch nổi thánh nhân sao hơn nữa lần này sẽ có mấy thánh nhân tới nhưng bọn họ tin tưởng lăng hàn tuyệt đối không có khả năng không công chịu chết càng không khả năng mang theo bọn họ cùng đi chịu chết cho nên bọn họ vẫn kiềm chế và chờ đợi chỉ có sắc chưa cả ngày đều nghĩ chạy đi nhưng nó trừ phòng ngự khó giải ra những thứ khác cũng quá bình thường tự nhiên nó cũng bị bắt quay về thời gian thắm thoát thoi đưa kỳ hạn một năm đã tới lăng hàn tiến bộ có hạn hắn chỉ đúc thạch thai thứ hai thành ngân thai, việc này xây dựng trên cơ sở hắn phục dụng ba viên tiến hóa quả. Ngày hôm nay, năm đế tộc giết tới, thạch gia, từ gia, quan gia, bách lý gia, mặt khác còn có Phật tộc Tây Thiên Vực, tất cả đều phái một tên thánh nhân xuất lĩnh. Cửu dương thánh địa, kỳ hạn đã đến, giao ra nghịch tử lăng hàn, nếu không, chúng ta sẽ huyết tẩy nơi này. Thánh nhân quan gia nói, nhưng thánh nhân cường đại cỡ nào, ngôn xuất pháp vì trên không cửu dương thánh địa răng đầy mây đen cảnh này cũng thông qua liên tiếp khí truyền vào tinh võng. Xong đời, dù cho cửu dương thánh địa là thánh địa uy tín lâu năm, nhưng dù sao không phải thời điểm còn cửu dương thánh nhân, hiện tại không có một tên thánh nhân nào, chỉ bằng vào thánh khí thì làm sao có thể ngăn cản năm tên thánh nhân. Đều do lăng hàn liên lụy cửu dương thánh địa, chỉ sợ từ nay về sau, thánh địa sẽ tan biến trong tinh không. Thôi đi, làm sao có thể trách lăng hàn, nếu không phải những đế tử kia hùng hổ dọa người, lăng hàn sẽ đi giết người hay sao? Xuyệt, cẩn thận lời nói ngay cả thánh địa đều bị san bằng các người cũng đừng muốn chết trên tinh võng thổn thức trước kia đế tộc tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn cuối cùng nhưng bây giờ năm đế tộc vây công cửu dương thánh địa hiển nhiên bọn họ dự định vượt qua làn danh đó không có biện pháp nếu như không giết lăng hàn mũi mũi của đế tộc còn đâu Xeo, bên trong cửu dương thánh địa xuất hiện một vị tôn giả hắn là an vân tôn giả hắn vốn ở lại sơn hải thiên dưỡng lão hoặc là thành thánh hoặc là chết già trong đó nhưng Sơn Hải Thiên lại bị âm hồn chiếm cứ, hắn cũng đành phải quay lại cửu dương thánh địa, triệt để đứt mất ý niệm thành thánh. Các vị đại nhân, Lăng Hàn đã sớm bị bản tông trục xuất, các người bảo bản tông giao người như thế nào. Hắn dùng lý lẽ biện luận, hạo dương Phật đà mở miệng, giọng nói khàn khàn, đó là chuyện của các ngươi, ngược lại, nghịch tử này xuất thân từ cửu dương thánh địa các ngươi, hiện tại phạm vào tội lớn ngập trời, các ngươi phủi mông một cái là xong hay sao? An Vân Tôn Giả sinh ra tức giận, Tất cả còn không phải do đế tộc gây nên. Không có việc gì ai sẽ đi trêu chọc đế tộc, a, à, đế tộc các người đi ức hiếp người, kết quả đụng phải cây đinh, muốn chết hay muốn sống. Trong lòng của hắn phàn nàn, nhưng miệng sẽ không nói như vậy, hắn chỉ nhấn mạnh Cửu Dương Thánh địa thật sự không biết lang hàn đi nơi nào. Tốt, vậy thì không có gì đáng nói. Thánh nhân Quan gia thản nhiên nói, đầu tiên cứ san bằng Cửu Dương Thánh địa đi. Được, các thánh nhân khác gật đầu các ngươi không sợ tương lai tân đế xuất thế sẽ thanh toán với các ngươi hay sao? An Vân Tôn giả quát, cho cười, Bách Lý Thánh Nhân lạnh lùng nói, tân đế thế hệ này sẽ xuất hiện trong thế hệ Hoàng Kim, một khi đế tộc đánh vỡ lời nguyền không thể thành đế, bằng vào nội tình đế tộc chúng ta, tân đế các thời đại sau sẽ thuộc về đám kiến hôi các ngươi hay sao? Về sau, tổ vương vĩnh viễn sẽ xuất hiện trong đế tộc, cho nên, tân đế thanh toán cái gì, ha ha, cần để ý sao? An Vân Tôn giả mặt xám như cho, Cửu Dương Thánh địa không giữ được hay sao? Xuất thủ, năm đại thánh nhân đều hừ lạnh một tiếng, nhao nhao giơ tay. Hắc hắc, các vị bằng hữu cũ, có thể cho bản thánh mặt mũi hay không? Đúng lúc này, chỉ thấy một lão giả đi từ xa tới, xoát xoát xoát, hắn như vượt qua thời không, ngay từ đầu còn ở chân trời xa xôi, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện tại chỗ. Chương 4705, thuyết khách. Đây là một lão nhân dáng người thon gầy, hắn xuất hiện tại nơi này nhưng sau lưng lưu lại một chuỗi tàn ảnh không nát có thể sương huynh gọi đệ với thánh nhân lão giả này cũng là thánh nhân thánh nhân thứ sáu lang hàn ngưng mắt xem chỉ thấy bên cạnh lão giả chính là nữ tử xinh đẹp kinh tâm động phách a à, trì mộng hàm lang hàn chưa từng gặp qua dung mạo của mỹ nhân đứng thứ ba tinh không hắn lại nhớ kỹ khí chất và dáng dấp của nàng hắn chỉ liếc mắt là có thể nhận ra hắn không nghĩ tới nàng lại tháo khăn che mặt vào lúc này cũng phải ở trước mặt thánh nhân còn che mặt một là bất kính thứ hai không cần vị thánh nhân vừa mới xuất hiện là người của Đông Lâm đế tộc. Chỉ đạo hiếu, người bảo chúng ta dừng lại, nguyên nhân vì sao? Thánh nhân Bách Lý ra hỏi, thánh nhân chỉ ra tới đây chính là lưu ly thánh nhân, hắn cười ha ha, nói. Bản thánh muốn mời mấy vị lão huynh đệ cho chút thể diện, thả cửu dương thánh địa một con ngựa. Năm đại thánh nhân nhìn nhau, không nghĩ tới chỉ ra lại đứng về phía cửu dương thánh địa một bên. Lăng Hàn sinh lòng cảm kích, chỉ ra bốc lên nguy hiểm đắc tội năm đế tộc cũng đứng ra ngăn cản, nhất định là công lao của Trì Mộng Hàm, với thân phận đế nữ của nàng, tư chất có thể so sánh với thế hệ hoàng kim, phân lượng của nàng cũng rất nặng. Có khả năng mời thánh nhân đứng ra, nàng khẳng định đã làm ra hy sinh thật lớn. Từ trước đến nay, sau khi hắn đến thế giới này, mặc dù Lăng Hàn bất cần đời nhưng không có nghĩa hắn không dính ân tình, nhưng phần ân tình này lớn bằng trời. Sai nhân thâm tình, hắn nên hồi báo thế nào? Ha ha, đại hắc cẩu vung vẫy móng vuốt, hi hi. Tiểu Thanh Long cũng khoác một tay lên vai Lăng Hàn, chi, sắc chưa hết sức bất mãn, khốn kiếp, dám cướp muội tử với đại gia. Năm đại thánh nhân im lặng một lúc, thánh nhân thạch ra nói. Chi đạo hiếu, việc này tha thứ khó tòng mệnh, đế tử bị giết, nhưng đế tộc lại chậm chạp không có hành động, thời gian càng lâu sẽ ảnh hưởng đế tộc càng lớn, người khác không biết, nhưng chẳng lẽ đế tộc không nhìn thấy nguy hại hay sao? Lưu ly thánh nhân cười cười, đã như vậy, bản thánh đã không còn gì để nói hắn thu tay về sau lưng, dáng vẻ hắn sẽ không nhúng tay vào. a à, người kết thúc như vậy sao? Lăng Hàn giật mình, mặc dù chỉ mộng hàm là công chúa xuất sắc nhất chỉ ra, nhưng dù sao hiện tại vẫn chỉ là chân ngã cảnh, chỉ ra tuyệt đối không thể nào bởi vì nàng mà đồng thời đi đắc tội năm đế tộc. Cho nên, Lưu Ly Thánh Nhân cũng chỉ đi ngang qua sân khấu, có thể khuyên lui năm đế tộc đương nhiên tốt nhất, không thể, vậy hắn cũng không có ý định khai chiến với đám người này. Việc này rất hợp lý, chỉ gia trừ tỉ muội chỉ gia và chỉ đáo gia, những người khác lại không quen biết với Lăng Hàn, đáng giá vì hắn mà sống mái với các đế tộc khác. Hơn nữa còn tới năm nhà nhà, nếu thật giao chiến, 99% chỉ gia đi AC xong đời. Nếu như Lăng Hàn hiện tại đã trở thành tôn giả, chỉ gia sẽ liều một phen, đánh bạc Lăng Hàn sẽ thành đế, nhưng bây giờ, ha ha. Năm thánh nhân cười một tiếng, bọn họ liền biết rõ chỉ gia không dám làm thật, bởi vì cửu dương thánh địa không có quan hệ gì với chỉ gia không vượt lợi ích, không có ân oán, có ai ngốc như vậy. Lũ sâu kiến, cam chịu số phận đi, thánh nhân thạch ra xuất thủ, hắn ấn một cái về phía cửu dương thánh địa, oanh, tay phải của hắn hóa thành một trường to lớn giống như ngôi sao, là ngôi sao bao phủ đạo tắc. Dù cửu dương tinh bị thánh nhân ra cố qua, nhưng bị lực lượng thánh cấp công kích cũng tan vỡ, nhiều nhất là chuyện mấy trưởng mà thôi, bảo đảm sẽ san bằng cửu dương thánh địa. Thánh nhân xuất thủ bá đạo như vậy, căn bản không phải nhằm vào ai, có thể trực tiếp hủy diệt tinh thể. Một trường này rơi xuống không nhanh, hắn muốn mỗi người đều có thể nhìn rõ, cũng bởi vì như thế, chẳng những mỗi một tên đệ tử cửu dương thánh địa sinh ra tuyệt vọng, cho dù là người khác cũng bị dọa sợ hãi nằm dạp xuống đất, bọn họ không rõ vì sao xuất hiện tai ương ngập đầu. Tiểu Hàn Tử, Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu đều kêu lên, sắc chư không ngừng kêu thảm thiết, mặc dù nó thần kỳ nhưng cũng không chịu nổi thánh nhân công kích. Chuẩn bị của ngươi đâu, nhanh lấy ra, hư, dám làm càn ở cửu dương thánh địa. Đúng lúc này có một tiếng thét vang lên, tiếng thét như khai thiên tích địa và truyền khắp tinh không bỗng nhiên có một bàn tay xuất hiện ngăn cản cự trưởng to lớn như ngôi sao kia tốc độ còn nhanh hơn nhiều hai bàn tay va chạm với nhau tạo thành chấn động rất khủng bố hiu 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 khói lửa bay đầy trời đạo và năng lượng tầng thứ cao đan vào thành phiến sáng trói không gì sánh được a à, hả, nha trong thời gian ngắn tất cả mọi người vô cùng rung động tình huống như thế nào là ai đang xuất thủ lại có thể hóa giải một kích của thánh nhân Đừng nhìn thánh nhân thạch ra chỉ tiện tay công kích, nhưng cho dù là tôn giả cũng sẽ bị thịt nát xương tan phần. Cho nên, có thể gánh vác một kích này, người xuất thủ tất nhiên cũng là thánh nhân. Nhưng vấn đề là, cửu dương thánh địa có thánh nhân. Thánh nhân mới lên cấp, bao quát cả lưu ly thánh nhân, sáu thánh nhân đều kinh ngạc. Bọn họ đều là thánh nhân uy tín lâu năm, tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra, người xuất thủ chính là một vị thánh nhân mới lên cấp, hắn vận dụng đạo tắc chưa thông thạo. Tiểu Thanh Long, đại hát cầu đồng thời vui mừng lẫn sợ hãi, tất cả đều nhìn sang Lăng Hàn. Chẳng lẽ, Lăng Hàn mỉm cười, không sai, xoát, một bóng người xuất hiện trên bầu trời, hắn rằng có với năm đại thánh nhân, mặc dù chỉ một người nhưng khí thế của hắn không yếu, hắn tỏa ra phong thái không bị trói buộc. Cửu Sơn, Thánh Nhân, sáu đại thánh nhân đồng thời hô lớn, bọn họ nhận ra đạo tắc của người này uẩn dưỡng trong thân thể, đó chính là tiêu chí thánh nhân. Cái gì, Cửu Sơn tôn giả thành thánh rồi đệ tử cửu dương thánh địa đều kinh ngạc, đối phương quá khiêm tốn, bọn họ hoàn toàn không biết. Chỉ trong nháy mắt sau đó, bọn họ lên tiếng hoan hô. Có một tên thánh nhân tỏa chấn, như vậy có ý nghĩa bọn họ là thế lực đỉnh cấp, cho dù là đế tộc cũng phải cẩn thận đối đãi. Lần này, bọn họ được cứu rồi, cửu sơn tôn giả, không, hiện tại phải nói là cửu sơn thánh nhân, hắn khinh thường năm đại thánh nhân, lưu ly thánh nhân đứng rất xa quan sát tất cả, cửu sơn thánh nhân thản nhiên nói. Hiện tại, các ngươi có thể cút bá khí qua bá khí đối mặt năm thánh nhân trực tiếp đuổi đi thiên hạ chỉ có một mình cửu sơn các đệ tử đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trước đó bọn họ bị năm đế tộc ức hiếp sinh tử hoàn toàn nắm trong tay người khác việc này ủy khuất cỡ nào nhưng chỉ trong chớp mắt cửu sơn thánh nhân cường thế xuất thủ chỉ một chữ cút đã làm mọi người hả hê phẫn nộ cũng giảm đi rất nhiều bọn họ tràn ngập sùng bái cửu sơn thánh nhân tất cả những sùng bái này ra trì lên thân thể cửu sơn thánh nhân hắn càng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, từ đó lộ ra thần uy lẫm lẫm. Thánh nhân thạch gia và các thánh nhân khác nhìn nhau, bọn họ cau mày. Chương 4706, bá khí quát lui. Bọn họ vốn cho rằng lần này dễ dàng nghiền ép, thánh nhân xuất thủ, mặc kệ người có bao nhiêu tôn giả, mặc kệ người có thánh khí hay không, tất cả chỉ là chuyện đánh thêm vài trường. Thế nhưng mà, cửu dương thánh địa lại có một tên thánh nhân. Việc này không dễ làm, đúng là ngoài ý muốn, thánh nhân thạch Gia cười nói cửu sơn đúng không đầu tiên phải chúc mừng ngươi đột phá thánh cảnh đến một bước này ngươi cũng gần như đứng ở đỉnh thế giới chân chính có được quyền nói chuyện nhưng mà thánh nhân quan gia nối thêm ngươi có thể không biết thánh nhân cũng giống như tôn giả cũng phân chín tầng ngươi bây giờ chỉ là thánh nhân nhất tinh mà chúng ta ha ha đều là thánh nhân tam tinh lấy một đối một ngươi còn không thắng được huống chi chúng ta có năm người thánh nhân thạch gia nói tiếp đều là thánh nhân người cũng xem như nhảy ra khỏi vũng bùn, chúng ta có thể cho ngươi mặt mũi, người có thể rời đi, cũng không còn quan hệ gì với cửu dương thánh địa. Nếu không, hôm nay chúng ta sẽ giết ngươi, bách lý thánh nhân bộc phát uy nghiêm đáng sợ, nếu như không cần thiết, thánh nhân sẽ không khai chiến, đến cảnh giới này đều là đạo tắc hóa thân, đầu tiên là rất khó giết, thứ hai nếu thật đánh nhau chết sống, chỉ cần cảnh giới không tranh lệch tam tinh, cho dù thắng cũng bỏ ra cái giá lớn. Dù là năm đấu một, cho nên, Bọn họ tình nguyện thả Cửu Sơn Thánh nhân một con ngựa, cũng không muốn ép hắn tới mức liều mạng. Thánh nhân là tồn tại ngay cả đế tộc cũng phải đối đãi cẩn thận, đây là câu nói đùa hay sao? Nghe được năm Thánh nhân nói vậy, các đệ tử Cửu Dương Thánh Địa cảm thấy nội tâm lạnh lẽo. Đúng vậy, Cửu Sơn Thánh nhân chỉ có một người, hơn nữa, hắn vừa mới đột phá Thánh nhân, hắn có thể là đối thủ của năm Thánh nhân hay sao? Cửu Sơn sống hơn 8 vạn năm, đối với tôn giả mà nói hắn đã sống gần hết cuộc đời, nhưng bây giờ hắn là Thánh nhân theo lý thuyết thọ nguyên cao tới trăm vạn năm, tính mạng của hắn chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Như vậy, lúc này cửu sơn thánh nhân sẽ còn liều mạng sao? Ngốc sao, lúc này tất cả mọi người khẩn trương, sợ hãi cửu sơn thánh nhân sẽ quay đầu rời đi. Cửu sơn thánh nhân cười ha ha, các ngươi nghe không hiểu tiếng người sao, ta bảo các ngươi cút. Chuyện này, năm đại thánh nhân vừa tức vừa giận lại không hiểu, trừ đại đế ra, ai có tư cách mắng bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không hiểu, cửu sơn thánh nhân dựa vào lực lượng gì mà dám nói như vậy? Gia hỏa này không sợ chết sao? Tính mạng của hắn chỉ vừa bắt đầu huống hồ sắp nghênh đón một đại thế, thánh nhân mới lên cấp còn muốn xung kích đế lộ sao? Người cứ cam tâm như vậy, cửu sơn, người nhất định muốn chết sao? Bách lý thánh nhân điềm nhiên nói, sát khí bốc lên cuồn cuộn. Thánh nhân lại như thế nào, nhưng mà là mới lên cấp, năm thánh liên thủ, dù là liều mạng đánh đổi một số thứ, cũng có thể đem hắn chém thẳng ngay tại trận cửu sơn thánh nhân cười một tiếng ông đỉnh đầu của hắn xuất hiện một bảo tháp hỗn độn khí bao phủ bản thân còn có lôi đình đan vào nhau và tỏa ra uy áp trí cao vô thượng khí tượng này quá kinh người sáu thánh nhân bao quát cả lưu ly thánh nhân cũng phải động dung đây là đế binh làm sao có thể làm sao có thể đế binh trong thiên hạ giống như một cái hố có bao nhiêu đế tộc sẽ có bao nhiêu kiện đế binh không nhiều một kiện không ít một kiện như vậy đế binh trong tay cửu sơn lấy từ nơi nào đừng nói mượn tới thật sự có đế binh đế tộc là hình tháp nhưng tuyệt đối không phải loại mẫu kim này tạo thành cho nên đây là đế binh thuộc về cửu sơn đây là khái niệm gì chính mình đúc thành đế binh có thể tùy thời phát huy hoàn toàn khác biệt với đế binh của đế tộc trong thời kỳ thiên hạ không đế có đế binh nơi tay như vậy đồng nghĩa với thiên hạ vô địch trong lúc thời gian ngắn năm thánh nhân cảm thấy khó giải quyết làm sao bây giờ bọn họ cũng không có mang theo đế binh tiêu diệt một cái thánh địa còn cần vận dụng đế binh. Nói đùa gì thế, như vậy, hiện tại, mặc dù Cửu Sơn chỉ là thánh nhân nhất tinh, nhưng lại thêm đế binh, có tên thánh nhân nào dám đấu chính diện với hắn. Cửu Sơn, không phải chỉ có người mới có đế binh. Bách Lý Thánh Nhân nói, cho dù lần này người ép chúng ta rời đi, nhưng lần tiếp theo chúng ta lại đến cũng sẽ mang theo đế binh, người không địch nổi. Cửu Sơn Thánh Nhân cao ngạo, nói, ngươi nói không sai, cho nên, lần sau bản thánh nhìn thấy các ngươi, bản thánh sẽ lập tức xé rách hư không rời đi, sau đó, bắt đầu càn quét hang ổ từng người các ngươi. Hắn vừa dứt lời, năm đại thánh nhân đều biến sắc. Đây chính là uy hiếp trần trụi, nếu các ngươi dám mang đế binh đến cửu dương thánh địa, ta cũng dám mang đế binh đi đế tộc của các ngươi, cùng lắm thì mọi người liều lưỡng bại câu thương. Đế tộc không tầm thường, nhưng có một nửa là mạnh ở đế binh, không còn đế binh tỏa chấn, có ai dám chống đỡ thánh nhân mang theo đế binh. Lúc này, năm đại thánh nhân đều im lặng, bọn họ không nói thành lời. Vì cái gì đế tộc có thể ở chung hòa bình, chợt có mâu thuẫn cũng sẽ không thật sự đánh nhau. Không phải bởi vì bọn họ đều có đế binh sao, đây là đại sát khí, bọn họ đều có kiêng kỵ lẫn nhau. Hiện tại cửu dương thánh địa đã có thánh nhân, lại có đế binh, còn có thể gọi nó là thánh địa sao? Không, đây là một đế tộc, đế tộc không thể xem thường, thiên hạ đều biết đạo lý như vậy. Khốn kiếp, năm đại thánh nhân cảm giác uất ức, rõ ràng là đến càn quét, nhưng bây giờ biến thành ăn con ruồi cảm giác khó chịu không cách nào hình dung trái lại cửu dương thánh địa bên này mỗi một đệ tử đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào bọn họ có cảm giác tự hào chưa từng có quát tháo thánh nhân chỉ có một mình cửu dương chúng ta cửu sơn thánh nhân tiếp tục nói kể từ hôm nay lang hàn sẽ là môn hạ của cửu dương lần nữa bản thánh không thèm để ý tranh đấu bình thường đánh một trận cùng cảnh giới cho dù lang hàn chết thì bản thánh cũng không truy cứu nhưng mà nếu ai lấy lớn hiếp nhỏ, vậy cũng đừng trách bản thánh không khách khí. Bá khí, bao che khuyết điểm, năm đế tộc các ngươi liên thủ truy sát thì như thế nào, ta căn bản không thèm để ý, còn dám ở trước mặt bọn họ Thu Lăng Hàn làm đệ tử. Các ngươi có phục hay không? Không phục thì như thế nào, một chữ cút. Hơn nữa, về sau muốn nhằm vào Lăng Hàn, có thể đánh một trận cùng cảnh giới, hắn sẽ mặc kệ, nhưng nếu như vượt cảnh giới, khi đó hắn sẽ mang theo đế binh tới cửa. Hắn đã nói tới mức này năm thánh nhân khác cũng không có mặt mũi nào ở lại bọn họ cũng không muốn nhìn cửu sơn thánh nhân biểu diễn bọn họ ở lại chỉ biến thành kẻ đáng thương mà thôi đi bọn họ phi thân rời đi trong lòng đã có quyết định sẽ phái cao thủ chân ngã đệ ngũ hình thậm chí đệ lục hình tới giết lăng hàn hiu 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 năm đại thánh nhân rời đi lưu ly thánh nhân lại không có đi hắn là đến trợ giúp mặc dù không có bao nhiêu công dụng nhưng dù sao cũng mang thiện ý tới cửu sơn đạo hiếu chúc mừng chúc mừng hắn cười ha ha trong lòng thay đổi thật nhanh, hắn vốn cho rằng Lăng Hàn không chỗ nương tựa, chính là một cái dễ cỏ, nhưng bây giờ đã khác, hắn nghiêm chỉnh thành cấp bậc đế tử, hoàn toàn xứng với chỉ mộng hàm. Cửu Sơn Thánh Nhân cũng thu hồi bá khí, hắn chắp tay với Lưu Ly Thánh Nhân. đa tạ Lưu Ly Đạo Hiếu, vào uống chén trà đi. Tốt, chương 4707, chiến đấu cùng cảnh giới. Uy, tiểu hàn tử, món đế binh trong tay cửu sơn lão gia tử không phải của ngươi hay sao? Lúc này, đại hắc cầu mới dùng thần thức truyền âm hỏi. Trước đó thánh nhân ở đây, không có ai dám dùng thần thức truyền âm, bởi vì nguy hiểm quá lớn. Hắn tự nhiên biết rõ, Lăng Hàn có một khối mẫu kim, bị hắn luyện chế thành hỗn độn cực lôi tháp. Lăng Hàn cười một tiếng, biết rõ là tốt, không cần truyền loạn. Thời điểm hắn câu thông với cửu sơn, lão gia tử còn kém một tia là bước vào thánh nhân cảnh, bởi vậy, Lăng Hàn cũng đưa ra quyết định to gan lớn mật. Thế là hắn đi tới cửu dương thánh địa, cung cấp hỗn độn cực lôi tháp cho lão gia tử. Sau khi Cửu Sơn bước vào thánh nhân cảnh, hắn hoàn toàn có thể phát ra uy thế của mẫu kim, cho nên hỗn độn cực lôi tháp không phải đế binh chân chính thì thế nào, có hình dáng là đủ. Thử hỏi đế tộc nào dám liều mạng với đế tộc khác? Không có, đế binh chính là đại sát khí, đủ để uy hiếp. Quả nhiên, năm đại thánh nhân không dám giao chiến, trực tiếp rút lui. Lăng Hàn cũng nghênh ngang hiện thân, hiện tại nguy cơ đế tộc đã giải quyết một nửa, chỉ ít người cảnh giới cao không dám xuất thủ với hắn, cho dù xuất thủ cũng phải làm trong âm thầm, một khi lộ thân phận ra ngoài, từ đó mang ý nghĩa thế lực sau lưng sẽ gặp nạn. Giống như đế tử, cho dù chỉ là chú đỉnh cảnh, thế lực nào dám động tới bọn họ. Đánh một trận cùng cảnh giới, thật sự có người có thể áp chế hắn, thậm chí có được năng lực giết chết hắn, nhưng Lăng Hàn không thèm để ý, không có áp lực, từ đầu đến cuối quá thuận buồm xuôi gió, hắn làm sao trưởng thành nhân chóng. Đây là nguyên nhân tại sao Cửu Sơn Thánh Nhân nói có thể buông tay đánh nhau cùng cảnh giới với Lăng Hàn, mà không phải cùng dai. Hắn đi tới chỗ của Cửu Sơn Thánh Nhân, Lưu Ly Thánh Nhân còn không rời đi, sau khi gặp hắn, hắn cảm thán từ xưa anh hùng suốt thiếu niên, lúc trước hắn biểu thị hết sức coi trọng Lăng Hàn, Cửu Sơn Thánh Nhân càng ám chỉ rõ ràng, Đông Lâm đế tộc có hứng thú kết thân ra với Cửu Dương Thánh Địa hay không. Cảm ơn, Lăng Hàn cười nói với chị Mộng Hàm, có cái gì mà cảm ơn, chị Mộng Hàm xoay mặt đi ta chỉ không muốn nhìn thấy cửu dương thánh địa sinh linh đồ thán, người cũng đừng nghĩ sai. a, à, ta nghĩ sai chỗ nào? Lăng Hàn nói, con người của ta rất chính trực, chính trực người gặp người thích. Chỉ mộng hàm nhìn hắn, người đi ra ngoài hỏi thăm một chút, người ta nghe xong tên của ngươi sẽ có bao nhiêu người muốn đánh ngươi. Nhận nhân tình lớn của ngươi, trên người của ta lại không có thứ gì đáng giá, xem ra, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Lăng Hàn nói hưu nói vượn, chỉ mộng hàm không có da mặt dày như hắn, nàng vung tay rời đi. Đây là một phần đại nhân tình A, à. đại hắc cầu tiến tới, thu nàng, tiểu thanh long xui khiến, các ngươi có quá nhàm chán hay không? Lưu ly thánh nhân không có nghỉ ngơi bao lâu thì dẫn chỉ mộng hàm rời đi, chủ yếu là do cửu sơn thánh nhân quá nhiệt tình, giống như tối hôm nay sẽ cử hành hôn lễ giữa lăng hàn cùng chỉ mộng hàm, như vậy không đủ dọa người hay sao? Chỉ mộng hàm chính là tộc nhân xuất sắc nhất chỉ ra, dù thật sự lập gia đình cũng tuyệt đối không thể nào vội vàng như thế, lại nói, đế nữ bình thường đều là kén rể vào nhà, nào có đạo lý gả ra ngoài. Trên tinh võng lại náo nhiệt không tưởng tượng nổi, ai có thể nghĩ tới, năm đế tộc phê công, cửu dương thánh địa có thể ngăn cản và làm năm thánh nhân xám xịt chạy đi. Lần này, Lăng Hàn sẽ quật khởi mạnh mẽ, không ai có thể ngăn cản. Đúng vậy, hiện tại không có thế lực nào dám lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ có thể so đấu chính diện. Nhưng đánh một trận cùng cảnh giới, trừ thế hệ Hoàng Kim, còn có ai là đối thủ của Lăng Hàn? Sai, đánh nhau cùng cấp, Lăng Hàn thật sự mạnh hơn thế hệ Hoàng Kim, nhưng mà, đánh một trận cùng cảnh giới, vậy thì không nhất định. Thật sự kỳ quái, vì cái gì Cửu Sơn Thánh Nhân không nói đánh nhau cùng cấp? Người biết cái gì, Cửu Sơn Thánh Nhân cố ý ma luyện Lăng Hàn. Đúng thế, thật sự không nghĩ ra, Cửu Sơn Tôn Giả có thể thành thánh. Ha ha, người không cảm thấy như thế mới đặc sắc sao? Khó có được thời điểm nhìn thấy đế tộc ăn thua thiệt, đám người rãnh rỗi trên tinh võng tán dốc với nhau, việc này đủ cho bọn họ chém gió 10 năm 8 năm. Lăng Hàn cũng mặc kệ tinh võng có cái nhìn thế nào về hắn, sau khi trở về cửu dương thánh địa, hắn tự nhiên cũng lấy được lượng lớn tài nguyên tu luyện, nhưng cửu dương thánh địa xuất hiện thêm một thánh nhân cùng một kiện đế binh, đã có tư cách gọi là đế tộc, nhưng đế tộc phải hình thành thế lực to lớn cũng không phải chuyện mấy năm, mà là tích lũy nhiều đời. Cho nên, Lăng Hàn trước mắt đạt được tài nguyên tu luyện chỉ là cấp bậc đạo tử, không thể cung cấp cho hắn tài nguyên như đế tử. Thời gian bình tĩnh không qua bao lâu, Đế tộc đã phái người tới. Cửu Sơn Thánh Nhân Ngươi đã nói cho phép người cùng cảnh giới xuất thủ với Lăng Hàn hay sao? Tốt, bọn họ tới. Người tới đầu tiên là Bách Lý Gia. À, Bách Lý Gia không phải mới chết một tên đế tử lại chết thêm một đế tử hay sao? Chẳng lẽ phái ra thế hệ Hoàng Kim tới? Không phải, người tới tên là Bách Lý Phá, cũng không phải là đế tử, hắn vừa bước vào đệ lục hình. Lăng Hàn xuất chiến, sau khi đánh vài chiêu, hắn đã hiểu rõ thực lực của Bách Lý Phá lực lượng đạt tới tứ thập nhị trọng thiên, nhưng Bách Lý Phá cũng không phải là đế tử, tự nhiên cũng không có tư cách tu luyện đế kinh, bởi vậy, dù vận chuyển đế thuật cũng chỉ có chiến lực tứ thập cửu trọng thiên. Thực lực như vậy đã trên lăng hàn, thậm chí có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, hơn nữa, hắn còn mang theo bảo vật đế cấp, có thể miễn dịch ảnh hướng mặt trái, từ đó lăng hàn không thể vận dụng sát khí xung kích và huyến cảnh hắc mang. Nhưng mà, lăng hàn là trận đạo tông sư, hắn dẫn động địa long tương trợ, mặc dù hắn lâm vào hạ phong cũng có thể chịu đựng được. Nói đến đánh lâu dài, có ai là đối thủ của hắn? Mắt thấy Bách Lý Phá từ chiếm thượng phong sau đó biến thành đánh ngang tay, sau đó lại rơi xuống hạ phong, tất cả đều truyền vào tinh võng, làm cho tất cả mọi người đều im lặng. Gia hỏa lăng hàn này có bí lực dự trữ khủng bố cỡ nào, hắn có thể mài chết một tên chân ngã đệ lục hình. Kém ba tiểu cảnh giới đấy, lần này, mọi người đều biết rõ, muốn thắng lăng hàn, chẳng những phải có ưu thế tiểu cảnh giới, hơn nữa còn có thực lực nghiền ép nếu không thể giải quyết nhanh chóng lăng hàn liền có thể bằng vào dự trữ bí lực kinh người kéo đối thủ thất bại cũng bởi vậy trong thời gian rất dài sau đó đế tộc cũng không xuất thủ với lăng hàn không có biện pháp cho dù là đế tộc cũng không có khả năng phái cao thủ chân ngã đệ lục hình đệ thất hình tới bản thân việc này có yêu cầu rất cao lại qua mấy tháng sau đế tộc đã xuất động đòn sát thủ thế hệ bạch ngân huyền phong đế tộc đế tử quan hạ chân ngã đệ lục hình Quan hạ khi tiến vào thiên không đảo chỉ có thực lực chân ngã đệ ngũ hình, nhưng hắn hái được mấy viên tiến hóa quả, sau khi rời đảo hắn luyện hóa những tiến hóa quả kia, hộc tích bạc phát một lần hành động sông lên đệ lục hình. Đế tử đệ lục hình, chiến lực của đối phương mạnh cỡ nào? Lần này, đế tộc mang theo sát y tới, chương 4708, địa vị của sắc trư. Quan hạ rất mạnh, nhưng hắn là thế hệ bạch ngân, lực lượng nguyên thủy cao tới ngũ thập trọng thiên, lại thi triển đế thuật, chiến lực tiếp cận lục thập trọng thiên, chiến lực mạnh như thế đủ để miểu sát Lăng Hàn. Bởi vậy, Lăng Hàn tự nhiên không có ý liều mạng với đối thủ, hắn phát động tinh bộ, hắn tiêu sai không gì sánh được, người đuổi theo ta đi, có thể đuổi kịp thì tính là người thắng. Việc này làm quan hạ bất đắc dĩ, mặc thực lực của hắn mạnh hơn, nhưng đối mặt với trận đạo tông sư nắm giữ tinh bộ, hắn đuổi theo sau lưng đối phương người dám sao. Trên đời này có bao nhiêu chân ngã cảnh lại là trận đạo tông sư. Sau khi chiến đấu kéo dài nửa tháng, cuối cùng, quan hạ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Muốn giết Lăng Hàn lại tăng thêm một điều kiện, đó là có thể ngăn cản tinh bộ. Việc này yêu cầu có thể trấn áp địa mạch, có hai khả năng, thứ nhất, thực lực đầy đủ mạnh, như vậy ít nhất phải là cao thủ cấp giáo chủ, hoàn toàn không thực tế. Thứ hai cũng là trận đạo tông sư, tự nhiên có thể cướp đoạt quyền sử dụng địa mạch. Nhưng trên đời này trừ tên yêu nghiệt như Lăng Hàn ra, còn có ai đồng thời đạt thành tựu cao như vậy trên trận đạo và võ đạo hay sao? trong thời gian rất lâu sau đó lăng hàn trải qua rất an nhàn cũng không có ai xuất thủ với hắn giống như đế tộc đã quên có đế tử chết trong tay hắn nhưng lăng hàn biết rõ việc này là chuyện không thể nào đế tộc cao cao tại thượng làm sao có thể tha thứ cho kẻ khiêu khích hơn nữa lăng hàn tán ngẫu với cửu dương thánh nhân mới biết được việc này còn dính dáng tới vấn đề tín ngưỡng sau khi thành thánh bản thân có thể dung nạp thiên địa đạo tắc bản thân đã trở thành hóa thân của thiên địa nhưng điểm này cũng có hạn độ có thánh nhân chỉ có thể dung nạp một thành đạo tắc, có người đạt tới ba thành thậm chí bốn thành, đây là vấn đề thiên phú, nhưng còn dính đến một thứ khác, tín ngưỡng lực. Nếu có rất nhiều người tín ngưỡng một vị thánh nhân nào đó, từ đó sẽ hình thành nguyện lực làm cho thánh nhân có thể dung nạp càng nhiều thiên địa đạo tắc. Những dân chúng bình thường không mạnh cỡ nào, chỉ nhìn số lượng đầu người. Cho nên, thế lực thánh cấp đều khoanh đất cho mình, trong việc này kinh khủng nhất thuộc về Phật tộc cùng thường gia, Phật tộc vẫn mở rộng tín ngưỡng mà thường ra tinh võng của bọn họ có không biết bao nhiêu người sử dụng vấn đề là thành cũng tin ngưỡng bại cũng tin ngưỡng năm đế tộc ăn thua thiệt lớn như thế nếu không thể đòi mặt mũi việc này sẽ có rất nhiều người xem thường tín ngưỡng lực cũng sẽ giảm nhiều cho nên từ điểm đó mà nói đế tộc tuyệt đối không có khả năng buông tha lăng hàn sau khi biết được điểm này nội tâm lăng hàn rung động vẻ mặt của hắn đầy cổ quái nói đến tín ngưỡng trong cơ thể hắn có một nguyên thế giới số lượng người trong đó kinh khủng cỡ nào. Nếu hắn thành thánh, có lẽ hắn sẽ dùng nạp đạo tắc đạt tới 10 thành. Trên đời này, có ai là đối thủ của hắn? a à, đúng rồi, đinh thụ. Gia hỏa này cũng là bá chủ nguyên thế giới cho nên, đến cấp độ thánh nhân, hai người sẽ tranh bá với nhau. Trong thời gian ngắn, mình ở lại cửu dương thánh địa cũng không được gì, cho nên mình cần đi ra ngoài. Lăng Hàn tính cực tự động, hắn xưa nay không phải người thích ở một chỗ. Đúng rồi, nếu lão gia tử thành thánh, ta nhờ hắn hỗ trợ xem tình huống của Sắc Trư. Hắn mang theo Sắc Trư đi gặp Cửu Sơn Thánh nhân, vừa vặn báo cáo cho lão gia tử biết hắn chuẩn bị rời đi. A, à, Cửu Sơn Thánh nhân nhìn Sắc Trư, hắn rỗi tay bắt lấy, nói: Người không nên xem nhẹ con heo này, nó chính là cao thủ hóa linh cảnh đấy, nó chỉ bị thánh nhân phong ấn tu vi." Lăng Hàn kinh ngạc, Sắc Trư lại là cao thủ hóa linh cảnh. Khó trách lực phòng ngự của nó mạnh mẽ như vậy, thời kỳ đầu Lăng Hàn gặp đối thủ mạnh hơn hắn đều dùng sắc chư phòng ngự, có kẻ nào phá được phòng ngự của hóa linh cảnh chứ? Sắc chư hiên ngang kêu lớn, vẻ mặt đầy cao ngạo, chư đại gia chính là cao thủ. Cửu sơn thánh nhân cũng hao tốn chút tay chân, lúc này mới cởi bỏ phong ấn trong người của nó. Nín chết lão chư, đột nhiên sắc chư mở miệng, mấy trăm năm không thể nói chuyện, ta nín muốn chết. Nghe nói như thế, Lăng Hàn có xúc động mời cửu sơn thánh nhân phong ấn sắc chư lần nữa. Bên cạnh hắn đã có hai gia hỏa không đáng tin cậy, hắn không nghĩ ra tăng thêm một tên. Người có lai lịch gì, lại ai phỏng ấn? Cửu Sơn Thánh Nhân hỏi, hắn không nghĩ chôn một quả bom bên cạnh đệ tử của mình. Oanh, uy áp Thánh Nhân bộc phát khủng bố vô biên. Sắc chư lập tức cứng lại, sau đó nói, tiên tổ của lão chư ta chính là thiên bồng yêu hoàng, lão chư chính là đế tử hàng thật giá thật. Ta nhổ vào, lang hàn dựng ngón giữa, người ta là khoác lác, người đang thổi ra heo đấy. Nói thật, cửu sơn thánh nhân trầm giọng nói, Đối mặt một vị thánh nhân, sắc chư cũng không dám ba hoa, nói: "Lão chư chính là hậu đại của Thiên Bồng Yêu Hoàng, ta tên là Chu Cương." "Lão gia tử, có một vị tổ vương như thế sao?" Lang Hàn hỏi, Cửu Sơn thánh nhân nghĩ nghĩ, nói: "Trong viễn cổ Yêu Hoàng thật sự có một đại đế như thế." Hắn dừng một chút, nói: "Trong quá trình phát triển võ đạo, kẻ đắc đạo ban đầu đều là yêu tộc, về sau mới là nhân tộc hưng thịnh, còn có sinh linh thực vật hệ đắc đạo." Lang Hàn kinh ngạc con sắc chư này thật sự là đế tử rất muốn nhổ nước bọt là ai phong ấn ngươi lang hàn hỏi một vị nữ thánh sắc chư thở dài nó rất là khó chịu lão chư chỉ nhìn nàng vài lần nàng đã phong ấn tu vi của lão chư làm hại lão chư biến thành con heo bình thường ngay cả nói cũng không được lang hàn nghĩ đến biểu hiện nhất quán của sắc chư hắn lắc đầu ngươi nhìn nữ thánh này vài lần trong tình huống nào ách đại khái là thời điểm nàng tắm rửa sắc chư nói khốn kiếp không đánh chết ngươi thì nàng có tính tình tốt lắm rồi." Lang Hàn gật đầu, "Ngươi nên cảm kích lão tổ tông của ngươi, bằng không ngươi sớm biến thành heo nướng." "Thôi đi, nếu không phải lão tổ đi tộc ta biên giới vũ trụ, ai dám động tới một cọng lông của lão chư?" Sắc chư rất khó chịu, nó không ngại với hành vi của mình. "A, à, tại sao lại giống tổ tiên của Hầu ca, cũng đi biên giới vũ trụ?" "Sự thật chứng minh, không có đế binh tỏa trấn, đế tộc không thể nào bền bỉ." một mạch đấu chiến thánh hoàng bây giờ chỉ còn lại có một mình hầu ca, một mạch của thiên bồng yêu hoàng cũng chỉ còn lại hậu đại duy nhất là sắc chư. Hơn nữa, hầu ca bị chân áp ở dưới núi, sắc chư bị người ta phong ấn tu vi, đường đường đế tử lưu lạc đến như thế cũng hiếm thấy. Biên giới vũ trụ, lẽ nào nơi đó thật sự ẩn chứa bí mật vĩnh sinh? Lăng Hàn tò mò, bằng không tại sao nhiều đời tổ vương lại đi tới đó, bọn họ ngốc sao? Hơn nữa, chỉ có tổ vương mới có tư cách tiến vào nơi đó, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào đến được. Cửu Sơn thánh nhân cũng lộ ra vẻ mặt hướng về, địa phương ngay cả đại đế cũng muốn đi liều một phen, đương nhiên hắn cũng muốn đi. Lăng Hàn từ biệt lão gia tử, hắn muốn đi ra ngoài dạo, hắn muốn tìm xem có cơ duyên hay không. Ngựa không ăn cỏ đêm không mập, chương 4709 kèn lệnh, lần này Lăng Hàn không dự định đi nơi xa xôi, hắn đi tới khu giao dịch trong Bắc Thiên vực, trong tay hắn có lượng lớn đạo thạch, nếu không dùng thì chúng chẳng khác gì phế thạch cửu sơn thánh nhân cũng không có ngăn cản lăng hàn hắn đã phát ra lời hung ác ai dám ỉ vào ưu thế đại cảnh giới đi nhằm vào lăng hàn hắn sẽ mang theo đế binh càn quét uy hiếp như vậy đủ làm bất cứ thế lực nào sợ hãi ai dám chọc quả bom như vậy mặc dù lăng hàn cửu sơn thánh nhân đều biết rõ cái gọi là đế binh chỉ là mẫu kim tạo thành còn xa mới đạt tới cấp bậc đế binh nhưng người khác lại không biết có thể hù dọa còn không đủ sao cho nên lăng hàn hoàn toàn có thể ra ngoài phóng túng Chẳng lẽ hắn muốn biến thành đóa hoa trong nhà ấm? Không trải qua một phen mưa gió thì làm sao trưởng thành khỏe mạnh? Lăng Hàn xuất phát, hắn mang theo đại hắc cẩu và đám người nữ hoàng, bởi vì lần này cũng không có nguy hiểm gì, mang theo người nhiều cũng không sao. Hơn 10 ngày sau, bọn họ đi tới giao dịch tinh trong Bắc Thiên vực. Bởi vì cấp độ võ đạo của Bắc Thiên vực yếu nhất trong 4 thiên vực, cấp bậc của giao dịch tinh cũng thấp hơn một chút, Lăng Hàn đi một vòng nhưng không có thứ gì vừa ý. Hắn không nóng nảy, từ từ sẽ đến ngày thứ hai bọn họ tiếp tục đi dạo lúc này lăng hàn có chút thu hoạch hắn mua ít tiên dược dự định luyện chế đan dược cung cấp cho người bên cạnh thiên tài địa bảo quá hiếm có có một ít thế lực đạt được cũng tự tiêu hóa chỉ có số ít tán tu mới có thể lấy ra bán bởi vậy số lượng rất ít gặp được là vận khí không gặp cũng không cần bực bội sau đó mấy ngày lăng hàn đã thu được rất nhiều tiên dược hắn có thể luyện chế ra ngân thai đan từ đó hắn có thể gia tăng tốc độ tu hành lên gấp bội Thứ này đương nhiên châu bò, có thể rút ngắn thời gian khổ tu trăm năm xuống còn 50 năm, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói lại không đủ. Hắn vẫn cần thiên tài địa bảo như tiến hóa quả, nhưng vật như vậy thật sự chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu, phần lớn bảo dược có hiệu quả như thế đều bị đế tộc nắm giữ, căn bản không có khả năng lưu thông trên thị trường. Còn lại đều nằm trong các bí cảnh, nhưng bí cảnh mở ra cũng cần điều kiện, cũng không phải người muốn vào thì có thể vào. Lăng Hàn thở dài. Chẳng lẽ hắn phải đau khổ tu hành 50 năm mới có thể chạm tới đệ tứ hình đỉnh phong? Mấu chốt là, hắn chắc chắn sẽ không thỏa mãn với đệ tứ hình, hắn còn xung kích đệ ngũ hình, đệ lục hình, thẳng đến khi đánh vỡ tất cả cực hạn thì hắn mới có thể cân nhắc đột phá hóa linh cảnh. Như vậy hắn cần thời gian bao nhiêu năm? Bây giờ là một đại thế, các thiên kiêu tranh đấu với nhau, cướp đoạt một đường cơ duyên thành đế, chậm một bước có khả năng sẽ vô duyên với con đường mạnh nhất. Cho nên, Lăng Hàn rất gấp, hắn không thể chờ đợi như thế nhưng trước mắt không có di tích cổ hay hiểm địa nào đó mở ra hắn cũng chỉ có thể áp chế tính tình hắn muốn đào bảo tại đây nói không chừng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thì sao khoan hãy nói đại hắc cầu tiểu thanh long thật sự nhặt được bảo dùng cái giá rất thấp giới mua được bảo vật kinh người nhưng căn bản là bí thuật vật liệu chế tác pháp khí cũng không có thứ gì gia tăng tu vi một ngày hồ nữ sáng sớm đã kéo lăng hàn ra ngoài dạo chơi nữ hoàng đương nhiên cũng đi theo còn có sắc chư gia hỏa này vẫn giữ dáng vẻ heo con trên cổ còn buộc dây thừng và bị nữ hoàng dắt trong tay. Mấu chốt là, nó còn rất đắc ý hưởng thụ, toàn thân lăng hàn cảm thấy ác hàn. Người tham gia giao dịch đều là võ giả, mấy năm không ngủ không nghỉ cũng không có việc gì, cho nên, mặc dù đám người lăng hàn tới sớm nhưng nơi này rất náo nhiệt, không cần lo lắng bóng người thưa thớt. Lăng hàn vừa đi vừa nhìn, hắn thật sự có tâm tìm chỗ tốt, bởi vì lúc trước hắn phát hiện khối mai rùa khác trên giao dịch tinh tại Tây Thiên Vực, kết quả dẫn xuất thiên lạc thánh hoàng truyền thừa. Lần này, hắn có vận khí tốt như vậy hay không sau khi đi một lúc lăng hàn phát hiện một sạp hàng bày ra một vật rất cũ hoặc là xuất hiện tổn hại hoặc là đầy bùn đất vừa nhìn thấy đã biết là đồ vật nhiều tuổi chàng trai nhìn xem nhìn xem đây là thứ ta tìm được trong mộ lớn chủ quán nhìn thấy lăng hàn đi tới hắn lập tức chào hàng lăng hàn hiện tại không giữ dung mạo vốn có hắn có danh tiếng quá lớn nếu như giữ diện mạo cũ ra ngoài đi lại chắc chắn sẽ bị nhiều người vây xem nói không chừng hắn vừa mua đồ sẽ có kẻ tăng giá theo bởi vì bọn họ đều biết hắn khẳng định có nhãn lực tốt hắn cười một tiếng hắn nhìn mọt vòng và nhãn thuật phát động hắn lắc đầu nói lão huynh hàng của ngươi vừa đào móc ra nhưng không phải từ trong mộ lớn mà là trong hậu viện của mình những bùn đất này đều là tận lực làm ra nhãn thuật của lăng hàn có thể nhìn thấy rõ ràng tên chủ quán cười ngượng ngùng thì ra là người trong nghề hắn cũng không cần giấu lăng hàn muốn đi a à, ánh mắt hắn dừng lại Hắn cầm lấy một kiện đồ vật, nói: "Bán thế nào?" Chủ quán nhìn thoáng qua, đây là một cái kèn lệnh, nhìn cũng có phần cũ kỹ nhưng hắn suy nghĩ rất lâu không biết nó có tác dụng gì, hắn cũng mặc kệ mọi việc, cũng biến thành đồ cổ, không có tác dụng không quan trọng, có tuổi là đủ rồi. "Ha ha, hai vạn đạo thạch." Hắn dùng công phu sư tử ngoạm, bị người khám phá là một chuyện, nhưng ngươi đã coi trọng thứ nào đó, vậy hắn cũng sẽ làm thịt ngươi. Lại nói, cái kèn lệnh này đúng là cổ vật. Được, Lăng Hàn sảng khoái lấy ra hai vạn đạo thạch đưa tới. Khốn kiếp, thua lỗ, tên chủ quán lập tức đau đớn, hắn làm sinh ý nhiều năm như vậy, tự nhiên biết rõ Lăng Hàn sảng khoái như thế, nói rõ kèn lệnh giá trị không chỉ như thế. Cũng không có biện pháp, hắn đã ra giá, chẳng lẽ còn có thể đổi ý hay sao? Nếu như hắn lại nâng giá, về sau hắn đừng nghĩ làm ăn ở nơi này. Nhưng hắn cũng có chút không hiểu, bởi vì hắn đã nghiên cứu rất nhiều năm, hoàn toàn không có phát hiện kèn lệnh có điểm gì khác thường. Người biết công dụng của kèn lệnh này, hắn nhịn không được hỏi, muốn biết, lang hàn cười nói, ân, chủ quán lập tức gật đầu, lang hàn cười ha ha, nói, được, cho ta ba vạn đạo thạch, ta cho người biết. Tên chủ quán liếc hắn, người cũng đủ tâm đen, chẳng những muốn thu tiền về, còn nhân cơ hội làm thì ta. Ha ha, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, quả quyết không có trả lời. Lang hàn cầm lấy kèn lệnh và tiếp tục đi tới, nhưng sau khi đi một lúc thì hắn tiến vào khu rừng nhỏ dự định nghiên cứu một chút. Lăng Hàn, đây là thứ gì? Hổ nữ hỏi, ta cũng không biết, Lăng Hàn nói, hắn thực sự không biết, hắn ra tay là bởi vì khi hắn chạm vào kèn lệnh, trong lòng của hắn sinh ra cảm giác cổ quái. Hắn không biết vì cái gì, nhưng trải qua thời gian dài, hắn vẫn tin tưởng vào trực giác của mình. Để nữ tới chơi, hổ nữ cầm lấy kèn lệnh, nàng còn chưa thổi đã bị Lăng Hàn cầm trở về, lấy ra khăn tay lau chùi cẩn thận. Trường 4710, một tiếng sói chu, hổ nữ giơ kèn lệnh lên nàng dùng sức thổi một cái nhưng không có âm thanh gì nàng không tin tà lại thổi nhiều lần vẫn giống như vậy chơi không vui nàng đưa kèn lệnh trả cho lăng hàn vẻ mặt tức giận nữ hoàng cũng cầm thử nhưng cũng không có hiệu quả gì đúng lúc này chỉ thấy tiểu thanh long và đại hắc cẩu cũng chạy tới bọn họ đi dạo ở gần đó vừa vặn thấy ba người lăng hàn ha 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 tiểu thanh long và đại hắc cẩu đều cười to hiếm thấy thời điểm lăng hàn xuất thủ lại ăn thua thiệt Tiểu hàn tử, người cũng có thời điểm ăn thua thiệt nha. Đại hắc cầu còn bỏ đá xuống giếng. Lăng hàn cười nói, đúng vậy, ai mà không có lúc ăn thua thiệt chứ. Lăng hàn không để ý tới đối phương, hắn lấy ra kèn lệnh và bắt đầu nghiên cứu. Hắn ra tay là bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy đồ chơi này có lạ thường, nhưng cụ thể là cái gì thì hắn không biết, mới cần phải đi nghiên cứu. Kèn lệnh này rất cổ xưa, tràn đầy khí thức tuế nguyệt tăng thương, thứ này không làm giả được, cho nên cho dù tốn hai vạn đạo thạch chỉ mua một kiện đồ cổ, Lăng Hàn cũng không cảm thấy thua thiệt. Hắn xem xét cẩn thận, phát hiện nội bộ kèn lệnh có thật nhiều hoa văn, nhìn thì không liên hệ chút nào nhưng trong đầu tưởng tượng thì phức tạp không cách nào miêu tả. Đi thôi, hổ nữ kéo hắn, một đoàn người quay trở về nơi ở, Lăng Hàn đóng cửa phòng, hắn tiếp tục đi nghiên cứu kèn lệnh, hắn luôn cảm giác mình cảm giác không sai. Tiểu Thanh Long và Đại Hắc Cẩu đều giễu cợt hắn, nói hắn thua không nổi, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu trèo chống mặt mũi. Lăng Hàn cũng không để ý, hắn chỉ cắm đầu suy nghĩ. Những hoa văn này phức tạp không gì sánh bằng, trong thời gian ngắn, với ngộ tính của hắn cũng không thể hiểu huyền diệu trong đó. Đương nhiên cũng có khả năng không có đạo lý gì cả. Lang Hàn dứt khoát liên kết tinh võng, thuê một cái thời gian thất, vừa vặn mượn cơ hội này dùng hết tinh tế tệ, bằng không sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì số tiền này cũng nát trong tay thường ra. Hắn dùng hết tinh tế tệ, hắn ở trong phòng thời gian 11 năm, cuối cùng hắn đã có đầu mối thì ra là như thế lăng hàn rời khỏi tinh võng sau đó hắn cầm lấy kèn lệnh dựa theo hắn suy nghĩ và tìm ra nguyên lý thổi hô một thổi một hơi lăng hàn hoảng sợ phát hiện hồn lực của mình giảm đi một đoạn kèn lệnh này dùng hồn lực thúc giục thế nhưng tại sao không phát ra âm thanh nào lăng hàn cảm thấy buồn bực hắn hao tốn lượng lớn tinh tế tệ vốn cho rằng đã phá giải bí mật kèn lệnh có ai nghĩ hắn lại không làm được gì ngao đúng lúc này chỉ nghe bên ngoài phát ra tiếng sói chu sau đó âm thanh của tiểu thanh long, sắc chư, đại hắc cẩu vang lên. Thăn lăn, người là rắn tại sao lại học sói chu? Ta nhổ vào, người rõ ràng là một con chó, vì cái gì cũng muốn học sói chu. Ha ha, cẩu ra và sói là đồng căn nhé, học sói chu thì làm sao? Ngươi là sắc chư, tại sao lại là sói chu? Chư đại gia thích, không được sao? Lăng Hàn đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy ba gia hỏa không đáng tin cậy đang cãi nhau. Các ngươi vừa rồi đều ở học sói chu. Hắn hỏi, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Đúng vậy, ta không biết thế nào lại gào lên một tiếng. Đại hắc cầu nói, ân, tiểu thanh long và sắc chư cũng gật đầu. Một tên gào một tiếng cũng bình thường, bởi vì mấy gia hỏa này đều là kẻ không đáng tin cậy, nhưng ba tên cùng gào thì khác biệt. Chẳng lẽ, lang hàn quay người đi vào phòng, sau đó hắn cầm lấy kèn lệnh và phóng tới bên miệng, dùng sức thổi một cái, hồn lực của hắn bị rút đi, sau đó hắn lại nghe tiếng sói chu vang lên. Móa, tại sao người học sói chu? ra cao hứng không được sao, ba gia hỏa tiểu thanh long lại bắt đầu ẩm ý lên. Lăng Hàn cảm thấy cổ quái, đây chính là tác dụng của kèn lệnh, nó làm cho người ta học sói chu. Khốn kiếp, bị lừa rồi, bên cạnh hắn đều là gia hỏa không đáng tin cậy, hiện tại pháp khí cũng học theo mô hình này. Lăng Hàn lập tức có một loại cảm giác xúc động vứt bỏ kèn lệnh, đồ chơi này có thể dùng làm cái gì? Thời điểm đánh nhau với đối thủ, làm cho đối thủ kêu gào như sói hay sao? Quả thực khôi hài. Lăng Hàn ra khỏi phòng lần nữa, chỉ thấy ánh mắt ba gia hỏa tiểu thanh long nhìn lên người hắn. Tiểu Hàn tử, người không có lời gì muốn nói không? Bọn họ đều nói ra, Lăng Hàn giang tay ra, nói cái gì, hư, hai lần chúng ta chu lên như sói một cách khó hiểu, tất cả đều có bóng dáng của ngươi ở phía sau, người nói không có quan hệ với mình, ai tin? Tiểu Thanh Long lập tức nói, ngang, sắc chư gật đầu, ngóa, ngươi không phải khôi phục tu vi sao, tại sao lại gọi như heo? Lăng Hàn chỉ vào sắc chư, sắc chư hừ hừ, chư đại gia thích dáng vẻ nhỏ bé như vậy lừa gạt muội tử, người quản được sao? Tiểu Hàn tử, không nên nói sang chuyện khác, mau nói nói đã xảy ra chuyện gì. Đại Hắc cầu không có dễ dàng như vậy, nó nhìn chầm chầm vào Lăng Hàn. Lăng Hàn lúc này mới cười một tiếng, cầm kèn lệnh lên. Ta nói, là thứ này, người nói là, thổi đồ chơi này có thể làm chúng ta chu như soi. Đại Hắc cầu cảm thấy hoài nghi, ân, Lăng Hàn gật đầu, Cẩu gia không tin, đại hắc cẩu lắc đầu, nó đoạt lấy kèn lệnh, Long ra cũng không tin, lừa gạt quỷ đi. Tiểu Thanh Long cũng lắc đầu, chi, sắc chưa phát ra tiếng heo, ta đi thử một chút. Đại hắc cẩu bắt đầu thổi, nhưng không phát ra âm thanh gì, cũng không thấy ai gào lên. Ngươi xem, Tiểu Thanh Long làm ra dáng vẻ nhìn thấy lời nói dối của Lăng Hàn. Lăng Hàn cười cười, hắn cầm lấy kèn lệnh và dùng kỹ xảo đặc thù thổi, ngay sau đó hồn lực bị đánh tan một đoạn, đám người đại hắc cẩu sắc chưa bắt đầu chu lên như sói hơn nữa lần này hắn thấy rõ ràng ba gia hỏa này ngửa cổ lên học chó sói chu thì ra nó không chỉ làm người ta học sói chu hơn nữa cũng học cả thần thái ba gia hỏa tiểu thanh long ngơ ngác rốt cuộc là cái quỷ gì kèn lệnh thổi một cái làm bọn họ chu lên như sói hơn nữa còn ngẩng đầu ngửa cổ lên a à, ngươi làm như thế nào đại hắc cầu muốn cướp kèn lệnh lăng hàn giật lại cho long ra chơi đùa tiểu thanh long cũng lao lên nhưng bị lăng hàn ngăn cản lăng hàn cười ha ha hắn lại thổi ba gia hỏa lại bắt đầu ngẩng đầu học sói chu tiểu hàn tử người không cảm thấy chính mình quá ngây thơ sao đại hắc cầu kêu lên dường như có lực lượng vô hình nào đó tác động lên đầu của nó nó không tự chủ ngẩng đầu ngửa cổ chu như sói cổ quái tiểu thanh long cảm thấy rất ngạc nhiên lần này nó đã có chuẩn bị nhưng vẫn trúng chiêu cho dù là xác chư cũng không ngoại lệ mở miệng nói chư đại gia chính là hóa linh thành tại sao lại bị ảnh hưởng từ điểm đó này nói rõ tác dụng hại người của kèn lệnh rất lớn, cũng rất châu bò. chương 4711 có hố, chân ngã cảnh thổi kèn lại lại có thể ảnh hưởng hóa linh cảnh, hơn nữa cho dù là hóa linh cảnh có chuẩn bị cũng ngăn không được. Từ điểm này đã nói rõ, châu bò, là vương bát đản nào làm ra, đại hắc cầu lại đi lấy kèn lệnh, lần này lăng hàn không có giật lại nên nó chiếm được. Quá hãm hại, khóe miệng tiểu thanh long co giật, hắn đường đường ấu tử chân long nhưng lại học sói chu, thật mất mặt không đơn giản, việc này dính tới quy tắc, Sắc chư nói ra, cùng một thời gian, ba người Lăng Hàn dựng ngón giữa với nó. "Uy uy uy, các ngươi có ý gì?" Sắc chư lớn buồn bực, một con Sắc chư đột nhiên chứng chạc đường hoàng, thật sự khó làm người ta tiếp thu. Lăng Hàn nhổ nước bọt, Sắc Trư không còn gì để nói, yếu ớt nói, "Ở trong lòng các ngươi, chẳng lẽ chưa đại gia không đáng tin cậy như vậy sao?" Vô cùng, ba người Lăng Hàn cùng gật đầu, Sắc chư tức giận, không để ý tới không bọn họ lang hàn hết sức tò mò không biết đồ chơi này có tác dụng với cảnh giới nào nghĩ lại có lẽ chơi rất vui thời điểm đối phương đang trăng bức đột nhiên ngẩng lên lên chu như sói chàng diện kia chật chật đại hắc cầu cười hắc hắc thân là kẻ chuyên hại người nó nghĩ ngay phải lợi dụng thứ này như thế nào một đám thánh nhân cùng nhau chu như sói thật sự làm người ta chờ mong tiểu thanh long cũng nói ra lang hàn lắc đầu thánh nhân thì không cần suy nghĩ nhất định không có cách tác dụng gì Thánh nhân đã gần với tổ vương, bản thân đã có thể dung nạp đạo tắc, vạn pháp không dính, cho nên, kèn lệnh này không thể làm thánh nhân chu lên như sói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đế binh có thể trấn áp thánh nhân, nhưng chưa từng nghe nói qua có thể khống chế hành vi của thánh nhân. Cuối cùng không bỏ phí hai vạn đạo thạch, đại hắc cẩu vỗ vỗ vai Lăng Hàn, chỉ ít, nó cũng là một món đồ chơi rất khá. Lăng Hàn chỉ cười một tiếng, đâu chỉ hai vạn, đây chỉ là tiền mua kèn lệnh, trên thực tế vì nghiên cứu hoa văn trong đó, hắn lại tốn số tiền khổng lồ, hắn không có nói ra, bằng không đại hắc cẩu sẽ đau lòng hơn chết. Hắn cũng không cảm thấy bỏ phí số tiền kia, kèn lệnh trừ có tác dụng hại người, lăng hàn nghiên cứu những hoa văn kia và được lợi không ít, việc này dính tới thiên địa đạo tắc, giống như đang giúp hắn tu luyện. Đi, lại đi đi dạo, cẩu ra cũng muốn nghĩ tìm món gì đó hại người. Đại hắc cẩu sinh ra hào hứng, long ra cũng đi, chi, sắc chư đuổi kịp, vô số năm trôi qua, Khẳng định có rất nhiều bảo vật rơi vào phàm trần và phủ đầy bụi, chỉ cần Tuệ Nhãn nhìn rõ bảo vật, tự nhiên có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt. Lan Hàn tiếp tục nghiên cứu kèn lệnh, mấy lần thực nghiệm, hắn phát hiện sau khi thổi kèn lệnh sẽ sinh ra gợn sóng vô hình, chỉ cần bị lan đến gần, như vậy sẽ trúng chiêu, sẽ ngẩng đầu ngửa cổ chu lên, thậm chí còn học theo động tác của sói. Gợn sóng vô hình chỉ có người điều khiển như hắn thấy được, đương nhiên, có lẽ giáo chủ, tôn giả cũng có thể nhìn thấy. Lăng Hàn không có tìm người kiểm tra, bởi vì hiện tại hắn không xác định được. Hắn thử một chút, phát hiện có thể điều khiển gợn sóng này, chẳng những có thể thiết lập phương hướng, còn năng lực hóa thành hình mũi tên, tác dụng vào mục tiêu đặc biệt nào đó. Qua mấy lần, hắn càng ngày càng thành thục, Lăng Hàn gọi nữ hoàng cùng hổ nữ tới, cũng chạy đi phiên chợ, dự định nhìn xem có thể tìm ra đồ vật tốt hơn hay không. Nhưng hắn không có khả năng liên tục sinh ra vận khí tốt như vậy, hắn đi nửa ngày đành phải quay về, bởi vì không tìm được thứ gì cả dừng lại có tiếng nói vang lên có người gọi ba người lăng hàn từ phía sau lăng hàn không có để ý chỉ sóng vai cùng hai nữ rời đi ta gọi các ngươi dừng lại lúc này tiếng vừa lên tiếng từ sau lưng đi tới cũng ngăn cản bọn họ đó là một người trẻ tuổi hắn chỉ có tu vi chú đỉnh đối với lăng hàn mà nói ra hỏa này quá yếu cặn bã yếu như vậy cũng dám khiêu khích hắn mắt mù tháo mạng che mặt xuống người trẻ tuổi kia nhìn nữ hoàng cùng hổ nữ trong ánh mắt lộ ra hào quang háo sắc lang hàn kinh ngạc đây là sắc lang cút hắn phất phất tay ha ha ngươi là thứ gì dám gọi bảo chư minh ta cút người tuổi trẻ kia kiêu ngạo không gì sánh bằng ta là người chư gia 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 của ta chính là cường giả cấp giáo chủ ngươi dám bảo ta cút ngươi đang tự tìm đường chết hiến hai nữ nhân này cho ta ta có thể thưởng cho ngươi thống khoái ngớ ngẩn lang hàn lắc đầu hắn xuất trưởng đánh chư minh thành bọt máu cặn bã như vậy giữ lại làm gì, giữ lại buồn luôn ngươi sao? Ba người bọn họ cũng không quan tâm việc này, bọn họ đã gặp qua không biết bao nhiêu gia hỏa ăn chơi như thế, nhưng bọn họ vừa mới nâng chân bước đi, đột nhiên cảm ứng được áp lực to lớn. Thật to gan, ngươi dám động tới cháu trai của ta. Có một tiếng nói vang lên, một lão giả xuất hiện vô thanh vô tức, tóc bạc phơ nhưng làn da hồng nhuận, việc này không bình thường. Đây là gia gia của Trư Minh, là cường giả cấp giáo chủ. Không sai đó là một tên cao thủ giáo chủ lăng hàn dùng nhãn thuật nhìn lướt qua là có thể xác định nhưng vấn đề là tại sao chư minh vừa giết tên giáo chủ này đã xuất hiện đúng dịp như thế nếu như đối phương vừa rồi ở gần hắn sẽ nhìn chư minh bị giết nếu không phải như thế đối phương xuất hiện kịp thời như thế nghĩ như thế nào hắn cũng cảm thấy có vẻ cổ quái hơn nữa dùng hành vi háo sắc của chư minh giải thích sẽ thông suốt nhưng nữ hoàng cùng hổ nữ đều mang lụa trắng che mặt trên đường cái có nhiều người như thế tại sao không có ai đánh chủ ý lên hai nàng lăng hàn cảm ứng địa mạch hắn lập tức kinh ngạc bởi vì địa mạch gần đó đã bị áp chế cương giả giáo chủ có thể làm được nhưng tại sao đối phương lại làm như thế chẳng lẽ biết mình là trận đạo tông sư tất cả vấn đề xuất hiện cùng một chỗ lăng hàn lập tức đưa ra kết luận đây là một âm mưu hắn nên nhận ra sớm mới đúng ân có lẽ sau khi hắn kết nối với tinh võng thì sát cục được bày ra bắt đầu từ khi chư minh khiêu khích kích hắn xuất thủ như vậy, gia gia của đối phương sẽ có lý do xuất thủ. Lăng Hàn tươi cười, nói, lão gia tử, là ai mời ngươi xuất thủ? Huyền Phong đế tộc, Bạch Vũ đế tộc, Tử Vi đế tộc, lão già tóc bạc hừ một tiếng. Không biết ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ngươi giết cháu trai lão phu, lão phu sẽ bắt ngươi đền mạng. Ha ha, ngươi nên biết ta là ai? Lăng Hàn nói, cửu dương thánh địa, Lăng Hàn, ngươi cũng biết rõ, sau khi giết ta, ngươi sẽ bị một tên thánh nhân truy sát, trời đất bao la, ngươi sẽ không có chỗ dung thân. Cho nên, để ta đoán một chút, thọ nguyên của ngươi không nhiều, cho nên mới bị kẻ khác giật dây làm liều, vì gia tộc sau lưng đúng hay không? Mấy đế tộc kia cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt? Chương 4712, kèn lệnh cứu giá. Lăng Hàn nói lời này làm lão giả tóc bạc ngây người. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Lăng Hàn đoán không sai, chuyện đúng là như thế. Hắn không thể sống mấy năm nữa nhưng dù cho hắn chỉ có thể sống thêm mấy người cũng không có người nào nguyện ý chết sớm một chút nhưng các đế tộc nói cho hắn biết chỉ cần chuyện này hoàn thành chư gia sẽ trở thành thế lực cấp tôn giả nhưng nếu hắn không đáp ứng ngày mai chư gia sẽ đi về hướng diệt phong đối với mấy nhà kia lão giả tóc bạc không dám không tin cho nên càng nghĩ hắn đã quyết định không đếm xỉa đến dùng cái mạng không còn bao lâu của hắn đổi lấy tương lai tươi sáng cho chư gia chư minh lựa ra đệ tử hoàn khố trong gia tộc tới đây ngược lại kẻ chỉ biết sống phóng túng như vậy cho hắn làm quỷ chết oan cũng được cũng xem như cống hiến vì gia tộc tuyệt đối không ngờ rằng lúc này mới vừa đối mặt chân tướng đã bị lăng hàn nói ra rõ ràng như thế ngươi là yêu quái sao lão giả tóc bạc nhanh chóng nghĩ ra chủ ý hắn nhất định phải giết lăng hàn nếu không đế tộc sẽ không bỏ qua cho hắn thậm chí sẽ liên lụy gia tộc mà giết lăng hàn thì chỉ có một mình hắn chết còn đổi được tương lai tươi sáng cho gia tộc mặc kệ nhiều như vậy nói hưu nói vượn hắn quát lớn một tiếng giết cháu yêu của ta lão phu muốn ngươi đền mạng hắn trực tiếp xuất thủ không muốn lại sinh chi tiết chạy lăng hàn vội vàng nắm lấy nữ hoàng cùng hổ nữ hắn phát động chỉ xích thiên nhai phi nước đại nhưng giáo chủ xuất thủ hắn chạy được sao oanh hắn duỗi tay đánh ra bàn tay che khuất bầu trời lão giả tóc bạc hoàn toàn không quan tâm tới gây họa cho người vô tội trực tiếp dùng bàn tay bao phủ phạm vi to lớn hắn chỉ ỉ vào tu vi cao dùng biện pháp đơn giản nhất, bá đạo nhất oanh sát lang hàn. Trong thời gian ngắn, người trên đường phố biến sắc, khốn kiếp, mắc mớ gì đến bọn họ. Quá không may, Lang Hàn lấy kèn lệnh ra, hắm im lặng thổi kèn. Hắn không biết đồ chơi này có ảnh hưởng tới cường giả cấp giáo chủ hay không, trước đó hắn không thể kiểm tra, nhưng bây giờ chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống. Ai, nếu sau khi sử dụng hết thiên đạo hỏa, hắn trực tiếp thiếu đi một át chủ bài bảo vệ tính mạng. Một đạo gợn sóng đẩy ra, vào lúc khẩn yếu đương nhiên lăng hàn cũng không có thời gian đi điều chỉnh phạm vi ảnh hưởng của gợn sóng bởi vậy đám người trên đường phố đều phát ra tiếng sói chu ngao không người nào có thể ngoại lệ bao quát cả lão già tóc bạc kể từ đó thế công của hắn không tiêu tan biến khó hiểu bàn tay khổng lồ biến mất trong không khí một lần nữa hóa thành năng lượng cùng đạo tác thuần túy nhất toàn trường ngây người khốn kiếp đây là tình huống như thế nào tại sao ta ngửa đầu lên trời chu lớn còn làm ra động tác như sói hơn nữa hiện tại là thời khắc nguy hiểm, chẳng lẽ thân thể của ta có huyết mạch lang tộc, hiện tại đột nhiên thức tỉnh. Nhưng tại sao đám người chung quanh cũng chu lên, chẳng lẽ mỗi người đều là hậu đại lang tộc, còn nữa, lão giáo chủ tóc bạc kia chu lên làm gì? Hắn không có gặp thời khắc sinh tử, nếu nói hắn đột nhiên thức tỉnh huyết mạch, hắn lừa gạt quỷ hay sao? Lão giả tóc bạc cũng mở to mắt, vì cái gì hắn đột nhiên chu lên như sói. Hơn nữa không chỉ có hắn, những người khác cũng chút lên, Giống như mỗi người đều chúng ta Sau khi sướng sờ Hắn gội vàng xuất thủ lần nữa Hắn nhất định phải giết Lăng Hàn Bằng không chư ra và hắn đều xong đời Oanh, bàn tay lại xuất hiện Bí lực cùng đạo tắc đan sen và tỏa ra sát ý vô biên Bàn tay này đánh thẳng về phía Lăng Hàn Lại tới Tất cả mọi người nghe rằng Vừa mới tránh được một kiếp Hiện tại lại tới Lăng Hàn như đã tính trước Đã sớm chuẩn bị xong Lại thổi kèn lệnh Ngao 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 Tiếng sói chu vang lên liên tiếp Tất cả mọi người im lặng, ta sắp bị giết, tại sao lại chu lên? Công kích của lão giả tóc bạc biến mất lần nữa, hắn sinh lòng sợ hãi. Đây là đại năng nào ra tay? Thật là đáng sợ, đối phương không cần hiện thân cũng có thể làm hắn không khống chế được thân thể và học sói chu, đối phương mạnh tới mức đáng sợ. Hắn tự nhiên biết rõ Lăng Hàn là ai, sau lưng đối phương chính là thánh nhân, địa vị to đến kinh người, nếu không phải như thế, mấy đế tộc cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, nhất định phải mượn tay hắn xuất thủ tiêu diệt Lăng Hàn chẳng lẽ định biến hắn làm dê thế tội. Cho nên, hắn lập tức nghĩ ra, nếu Lăng Hàn có lai lịch lớn như thế, bên người hắn không có người hộ đạo sao. Hiện tại xem ra, người hộ đạo của đối phương chí ít cũng là tôn giả, cho nên mới có thể trong tình huống không hiện thân vẫn dễ dàng ảnh hưởng tới hắn. Tâm hắn như cho nguội, hắn vội vàng dừng bước lại, nói. Tiền bối, lão hủ tội đáng chết vạn lần, còn xin thả cho chư ra một con ngựa, lão hủ nguyện một thân gánh chịu hắn lập tức cầu xin người hộ đạo không tồn tại kia tha thứ, Lăng Hàn đã chạy ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của hắn, Lăng Hàn câu thông địa mạch, xèo, tinh bộ phát động và hắn biến mất tại chỗ. Sau khi tìm được đám người đại hắc cầu, Lăng Hàn lập tức bày ra truyền tống trận và rời khỏi tinh thể này. Cái gì, người bị phục kích, đám người đại hắc cầu cũng từ lời của Lăng Hàn biết được khúc chiết trong đó, cả đám nhảy dựng lên. Còn phải nói gì nữa sao, nhất định là đám đế tộc dở cho quỷ chỉ có bọn họ mới có năng lực lớn như thế làm cho thế lực cấp giáo chủ nghe lệnh làm việc thậm chí còn muốn lão giáo chủ làm kẻ thế mạng thường ra cũng có phần nếu không bọn họ không có khả năng biết tiểu hàn tử ở đâu chân tướng sự việc được chấp phá ra việc này cũng không phức tạp chỉ khi nào thành công chỉ cần lão giáo chủ chư ra cắn chết chuyện này thậm chí hắn tự sát chẳng lẽ cửu dương thánh địa có thể trách lên đầu đế tộc hay sao lại nói đám người lang hàn biết rõ ràng trong cửu dương thánh địa cũng không có đế binh chỉ có một thánh nhân nhất tinh, dọa người thì được, nếu đưa lên mặt bàn thì chỉ là con hổ giấy, hoàn toàn không thể làm gì. Mẹ nó, những đế tộc vương bát đàn kia còn không chịu dừng tay. Đại Hắc Cẩu Mắng, Đương N. N. Hiên, bọn chúng sợ hãi thiên phú của Tiểu Hàn Tử, nói không chừng có thể uy hiếp tới thế hệ hoàng kim của bọn chúng, Lăng Hàn sẽ thay thế và thành tựu đế vị. Tiểu Thanh Long nói ra, đây cũng là một bộ phận tiếng lòng của đế tộc, cho rằng Lăng Hàn là uy hiếp, đương nhiên, càng nhiều người vẫn tin tưởng thế hệ hoàng kim cho rằng thua kém thời gian vài trăm năm, Lăng Hàn đã thua kém quá nhiều, chờ hắn thành thánh thì cuộc chiến đế vị đã kết thúc. Cho nên, hiện tại không vội mà thanh toán, chờ tân đế xuất thế, cửu dương thánh địa sẽ bị dẹp yên. Sau khi Lăng Hàn trở lại cửu dương thánh địa, hắn nói chuyện xảy ra cho cửu sơn thánh nhân biết, vị thánh nhân này lập tức xuất thủ hủy đi năm dược tinh trọng yếu của đám người tử vi, kim đỉnh đế tộc, hơn nữa là đánh trả cường thế. Năm đế tộc rất khó chịu, cũng kháng nghị cửu dương thánh địa, nhưng cửu sơn thánh nhân lại bá khí không gì sánh được, chỉ ném ra một câu. Chính các ngươi tạo nghiệt, trong nội tâm các ngươi không biết là gì hay sao. Các đế tộc lập tức im lặng, chương 4713, ám vân địa ngục. Lần này, cửu sơn thánh nhân nhất định phải cường thế. Dù không có chứng cứ, nhưng ở tất cả mọi người trong lòng biết rõ tình huống, nếu như cửu sơn thánh nhân còn lựa chọn nén giận, như vậy chứng tỏ hắn yếu ớt. Vậy kế tiếp đế tộc sẽ xé rách hòa bình ngụy trang và quy mô xâm lấn, cho nên cửu sơn thánh nhân phản kích cường thế nhất người muốn giết đệ tử ta ta sẽ cho các người biết tay làm các người tổn thất nặng nề chuyện này là bởi vì lăng hàn cũng chưa chết nếu như lăng hàn chết trả thù sẽ mãnh liệt hơn cả trăm lần thảm nhất đương nhiên là lão giáo chủ chư gia kia hắn bị cửu sơn thánh nhân giết chết ngay tại trận nhưng cửu sơn cũng không có mở rộng trả thù lựa chọn thả cho người chư gia một con ngựa mà lần này lăng hàn cũng nhân họa đắc phúc bởi vì cửu sơn thánh nhân phá hủy dược viên của các đế tộc hắn cũng hái các tiên dược đã thành thục giao cho lăng hàn hắn hiện tại biết rõ đệ tử này chính là thiên tài đan đạo dược tinh của mấy đế tộc không có thánh dược đỉnh cấp nhưng vẫn làm cho lăng hàn có cảm giác không chân thật hắn phát tài rồi lăng hàn dùng thiên tài địa bảo tu hành thứ này không cần luyện chế bản thân đã có năng lượng tinh khiết không nói dược lực của chúng thần kỳ đáng tiếc là vật như vậy quá ít khó khăn lắm mới giúp thạch thai thứ năm biến thành ngân thai cho nên số lượng còn ít đi rất nhiều lăng hàn đi tìm cửu sơn thánh nhân hắn muốn nhanh chóng mạnh lên lần này hắn bị đế tộc ngoài sáng ức hiếp sau lưng ám toán hắn đã ý thức được tầm quan trọng của thực lực nếu như hắn là thánh nhân có đế tộc nào dám nói chuyện lớn tiếng với hắn mạnh lên nhanh chóng cửu sơn thánh nhân thì thào bản thánh bước vào thánh cảnh có thể dung nhập đạo tắc cơ thể có thể gia tăng đạo quả của ngươi cũng giúp ngươi trở thành giáo chủ trong thời gian ngắn thậm chí ngươi có thể trở thành tôn giả nhưng mà bởi như vậy người sẽ mất đi khả năng tiến thêm. Đây là việc Lăng Hàn không thể tiếp nhận, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng chỉ nói như vậy mà thôi, hắn tràn đầy chờ mong vào tương lai của Lăng Hàn, xem Lăng Hàn như nhân tuyển thành đế, tại sao có thể nhìn hắn dừng bước ở tôn giả thậm chí giáo chủ chứ? Còn có biện pháp gì không? Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định, thiên địa lớn như thế, chẳng lẽ không thể sáng tạo nơi kỳ tích hay sao? Cửu Sơn Thánh Nhân trầm ngâm một lát, nói, ngược lại có một chỗ, nhưng mà nơi đó quá mức hiểm ác, hơn nữa, lực lượng thánh nhân không thể tiến vào, chỉ có thể do ngươi tiến vào mà thôi. Địa phương nào, ánh mắt lăng hàn sáng lên, ám vân địa ngục, cửu sơn thánh nhân nói, đây là tuyệt địa thiên địa, tràn đầy các loại nguy hiểm, vào thời điểm sớm nhất, nơi này biến thành vùng đất lưu đầy, rất nhiều trọng phạm có bối cảnh lớn không tiện giết nên đều bị ném vào đây. Nhưng theo thời gian trôi qua, người trong nơi này thành lập và thành, cho nên gọi nó là tử vong thành. Bên trong tử vong thành, tất cả đều là tội phạm giết người, kẻ cướp bóc, đều là người có tội ác tay trời. Cho nên, chỗ đó tự nhiên nguy hiểm không gì sánh được, động một tí sẽ bộc phát xung đột, muốn tính mệnh của người khác. Nhưng mà, nghe nói tử vong thành là nơi thích hợp tu luyện, có thể giúp tốc độ tu luyện của người tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Nó thích hợp với người như ngươi, ai muốn mạnh lên thật nhanh đều tiến vào ám vân địa ngục. Nhưng có rất nhiều người không tìm được tử vong thành, tất cả đều chết bên trong ám vân địa ngục. Lăng Hàn suy nghĩ một lúc, nói, ta muốn đi. Cửu Sơn thánh nhân thở dài, mặc dù hắn có chút lo lắng nhưng vẫn hỗ trợ Lăng Hàn. Bởi vì hắn cũng biết, đế tộc có tâm tư muốn giết Lăng Hàn chưa bao giờ mất, hơn nữa âm mưu như chưa ra sẽ không chỉ có một lần, nếu Lăng Hàn lần sau không có vận khí tốt như vậy thì sao? Cho nên, chỉ có tự thân cường đại mới có thể không sợ tất cả. "Tốt, ngươi nên cẩn thận." Cửu Sơn thánh nhân dặn dò. "Ta hiểu rồi." Lăng Hàn gật đầu, hắn đi ám vân địa ngục là vì mạnh lên, vì muốn nhanh chóng đáp trả đế tộc đương nhiên hắn sẽ không chôn xương mình trong đó. Đây là kèn lệnh, cửu sơn thánh nhân cầm kèn lệnh làm người ta chu lên như sói, ánh mắt rực sáng. Theo bản thánh phỏng đoán, đây là thứ dùng xương đại đế tạo thành. Cái gì, lăng hàn giật mình, khốn kiếp, lai lịch quá lớn, hắn bỏ ra hai vạn đạo thạch lại mua được xương của đại đế. Phải biết, đại đế khi còn sống bá khí cỡ nào, chính là tồn tại chân áp một thời đại, sau khi hắn chết, có ai nguyện ý nhìn di cốt của mình bị giày xéo. Cho nên, đại đế bình thường sẽ mai táng bản thân trong tuyệt địa nào đó, hoặc là ở bên trong đế tộc, hoặc là trực tiếp phiêu bạt vào hư không, nhưng mặc kệ táng thân ở chỗ nào, uy áp đại đế cũng có thể chấn nát thánh nhân, không ai có thể tới gần. Lại nói thiên lạc thánh hoàng, lúc trước những thánh nhân kia cũng dựa vào đế binh bảo vệ mới có thể tiến vào bên trong cơ thể đại đế. Bởi vì đây là khảo nghiệm của thánh hoàng, muốn cấp cho hậu nhân truyền thừa, nếu không, cho dù là đế binh thì như thế nào không thấy thi thể thánh hoàng có thể tự mình phá vỡ không gian rời đi. Người nào cản được, cho nên, Lăng Hàn hiện tại tìm được một khối xương của đại đế, hơn nữa còn chế thành kèn lệnh, đây là việc làm người ta kinh hãi. Có thể chế tạo xương đại đế thành pháp khí, đây không phải việc thánh nhân có thể làm được. Cửu Sơn Thánh Nhân nói, cho dù một trăm thánh nhân gộp lại, cho dù sử dụng đế binh cũng không thể nào làm được. Đại đế vô địch không phải lời nói cho có, dù sau khi chết cũng không ai đụng được. Đại đế với nhau đều có quy củ bất thành văn, không có vị đại đế nào đi dỡ mộ phần của đại đế khác, cũng không dùng thi cốt luyện thành pháp khí. Cửu Sơn Thánh Nhân tiếp tục nói, cho nên, nhất định là đại đế nào đó tháo xương của mình ra luyện thành. Lăng Hàn kinh ngạc, suy nghĩ của vị đại đế này quá khó hiểu, lại dùng xương của mình luyện thành pháp khí truyền cho hậu nhân. Nhưng thời gian qua đi, pháp khí đỉnh cấp biến thành hàng vỉa hè. Ách, đừng quên, tín vật truyền thừa của Thiên Lạc Thánh Hoàng cũng biến thành hàng vỉa hè hay sao? Nghĩ như vậy, Lăng Hàn không cảm thấy kỳ quái. Cửu Sơn Thánh Nhân giúp đỡ Lăng Hàn kiểm tra, kèn lệnh này vô hiệu với Thánh Nhân, nhưng tôn giả cũng chịu ảnh hưởng nhìn hai vị tôn giả của Cửu Dương Thánh địa chứng chạc đường hoàng truyền đạo, đột nhiên ngẩng đầu chu lên như sói, các đệ tử phía dưới đều hóa đá, cảnh tượng này làm Lăng Hàn và Cửu Sơn Thánh Nhân cảm thấy buồn cười. Nhìn không ra, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng có tính trẻ con. Theo Cửu Sơn Thánh Nhân phỏng đoán, bởi vì kèn lệnh dùng xương đại đế chế tạo mà thành, cho nên nó có đạo ẩn không bằng đế binh nhưng tính thực dụng vô cùng cao. Nếu như bị cường giả truy sát, đột nhiên thổi một cái, cường giả kia lập tức dừng lại ngửa đầu chu lên như sói, khi đó nguy cơ giải trừ. Mặc dù không đáng tin cậy, nhưng tương đối có thể dùng. Lăng Hàn gật đầu, nhìn tính thực dụng của nó, hắn nhịn. Sau đó, hắn quyết định đi ám vân địa ngục, chương 4714, tiến vào lỗ đen. Lần này đi ám vân địa ngục, Lăng Hàn không có ý định mang theo bất cứ kẻ nào chỗ đó quá nguy hiểm không có quy củ không có đạo đức chỉ tôn thờ chuẩn tắc cường giả vi tôn cho nên lang hàn chuẩn bị đi một mình như thế hắn không có nỗi lo về sau làm việc cũng thuận tiện tiểu hàn tử sống sót thật tốt đại hắc cẩu nói trở về tái chiến long gia không tin đánh không thắng ngươi lời này là của tiểu thanh long thê tử của ngươi do ta nuôi dưỡng đây là sắc chư lang hàn lập tức đá nó một gước có tin ta mời cửu sơn lão gia tử xuất thủ tiêu diệt cạn bã như ngươi không ha ha, sắc chư vội vàng cười ha ha, làm người không thể quá tiện, bằng không làm heo cũng không được. Nữ hoàng cùng hổ nữ đều lưu luyến không rời, thật vất vả lang hàn mới trở lại cửu dương thánh địa đoàn tụ cùng các nàng, còn chưa nghỉ ngơi mấy ngày thì hắn đã rời đi. Lang hàn cũng không bỏ, nhưng hắn đã hạ quyết tâm. Hiện tại chia tay là vì ngày sau đoàn tụ, không có thực lực cường đại, tất cả đều là chuyện vô bổ. Được rồi, thời điểm trở về phải nhớ mang lễ vật. Hổ nữ bĩu môi nói được lăng hàn cười một tiếng sau khi cáo biệt một phen cửu sơn thánh nhân liền dẫn lăng hàn xuất phát cũng đi tới ám vân địa ngục nơi này không ở bắc thiên vực mà là ở nam thiên vực đúng là trái ngược nhau nhưng cửu sơn hiện tại đã thành thánh nhân tốc độ của hắn cực nhanh hắn xé rách không gian chỉ trong thời gian ba ngày đã mang lăng hàn đi tới nam thiên vực hắn là thánh nhân nếu là tổ vương trong vòng một ngày đã đi khắp toàn bộ tinh không đây chính là ám vân địa ngục lăng hàn kinh ngạc bởi vì bọn họ cũng không xuất hiện trên tinh thể nào đó, mà là dừng lại trong tinh không. Đây là một vùng tâm tối, không có tinh cầu cũng không có hành tinh, chỉ có hắc ám vĩnh hằng, thậm chí, lang Hàn cảm giác hấp lực cực kỳ cường đại muốn kéo hắn vào bên trong, hắn có thể đối kháng, nhưng thân thể của hắn có cảm giác bị xé rách. A, à, đây là chuyện gì? Nơi này có một cái lỗ đen." Cửu Sơn thánh nhân nói. Sau khi mặt trời diệt vong sẽ có khả năng hình thành lỗ đen, từ cực lớn biến thành cực nhỏ, từ đó cũng sinh ra lực hút cực mạnh cho dù là đạo tắc cũng sẽ vặn vẹo lang hàn nói ám vân địa ngục nằm trong lỗ đen không sai cửu sơn thánh nhân nói cho nên nơi này đi vào dễ dàng ngươi chỉ cần thả chống cự mặc cho lỗ đen hấp dẫn là có thể đi vào nếu ngươi muốn đi ra trừ khi ngươi phải là tôn giả thì mới có thể thoát ra khỏi lực hút lang hàn gật đầu trước đó sơn hải thiên chính là một mặt trời nhưng bị thiên lạc thánh hoàng sử dụng đại thủ đoạn luyện hóa thu nhỏ nơi đó có thể đè ép chút cơ cảnh chú đỉnh sinh đan không thể phi hành Trọng lực mạnh có thể thấy rõ ràng. Vấn đề là, sơn hải thiên lớn bao nhiêu mà lỗ đen thì sao? Cho nên, nếu như bị lỗ đen hút đi vào, không có lực lượng cấp tôn giả thì đừng mơ thoát ra được. Bản thánh ước định thời gian với ngươi, ân, sử dụng thời gian 10 năm chứ? Cửu Sơn thánh nhân nói, 10 năm sau, bản thánh sẽ mở ra thông đạo tại nơi này, tạm thời áp chế lực lượng của lỗ đen. Lăng Hàn gật đầu, cũng chỉ có thánh nhân mới có thể trâu bò như thế, trấn áp lực hút của lỗ đen đi thôi tất cả cẩn thận cửu sơn thánh nhân nhìn tên đệ tử này mặc dù hắn vẫn không thu lăng hàn làm đồ đệ nhưng trong lòng của hắn đã sớm xem lăng hàn như đồ đệ tên đệ tử này chưa từng làm hắn thất vọng trước kia như thế hiện tại cũng như thế sau này cũng như thế lăng hàn không chống cự xèo hắn bị lực lượng hấp dẫn kéo vào trong tinh không tối tăm càng bay về phía trước lực hút sinh ra càng lớn lúc đạt tới trình độ nhất định lăng hàn phát hiện hắn không thể chống cự lực lượng này chỉ có thể phó thác cho trời hắn mở bí lực hộ thuẫn mới tránh bị lực hút khủng bố xé rách thân thể tạp 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 qua một lúc hắn phát hiện bí lực hộ thuẫn xuất hiện khe nứt sau đó hộ thuẫn vỡ vụn hắn vội vàng tạo thành hộ thuẫn khác mặc dù chân ngã cảnh tiến vào không chết nhưng cẩn thận mới tốt cũng không biết trôi qua bao lâu đột nhiên lăng hàn nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp ở chỗ này tia sáng bị bóp méo tốc độ cũng chậm không hợp thói thường có thể tiện tay bắt giữ lăng hàn còn bị hấp dẫn sau một lúc hấp lực biến mất nhưng ở nơi này trừ hắn ra tất cả vật thể đều biến thành hạt phi thường nhỏ ám vân địa ngục đâu lăng hàn vận dụng bí lực hắn xuất ra một trường oanh hắn dừng lướt về phía trước hắn trườn bên trong lỗ đen ám vân địa ngục nên ở ngay góc này tìm đổi thành người khác sẽ phi thường sợ hãi bởi vì năng lượng thiên địa nơi này đều bị lỗ đen hấp thu cho dù ngươi là tôn giả cũng vô dụng căn bản không thể tranh lại lỗ đen ngươi sẽ càng ngày càng yếu hơn nữa nơi này nói là bị bóp méo nhưng cũng căn bản không có cách gì điều động bí lực nhưng lang hàn thì khác hắn có dự trữ bí lực quá kinh người cho dù hắn không chiếm được bổ sung cũng có thể duy trì nhiều năm nhưng hai ngày sau hắn nhìn thấy một cánh cửa đá nó tràn ngập khí tức viễn cổ hồng hoang trong lỗ đen lại có một cánh cửa lang hàn lướt tới hắn không có chạm vào mà là xem trước xem sau nơi này không có gì lạ chỉ có hai chữ cổ xưa có cảm giác nó đã nhiều tuổi cánh cửa đá đầy dấu vết lỏng tròm, hiển nhiên đã bị năm tháng ăn mòn. Lăng Hàn đẩy cửa, cửa rất nặng nhưng với hắn mà nói lại là chút lòng thành, hắn nhanh chóng đẩy ra một khe nhỏ và tiến vào bên trong. Nhưng hắn lại tò mò, hắn không có tiến vào mà là tiếp tục đẩy. Âm âm, trong lỗ đen sinh ra hấp lực cực mạnh. Thật nặng, sau khi đẩy cánh cửa một nửa, lực lượng của Lăng Hàn cũng ăn không tiêu, giống như hắn muốn cánh cửa này hoàn toàn thì chẳng khác gì đẩy mấy trăm tinh cầu trồng chất lên nhau hắn nhìn vào trong cánh cửa, hắn không nhìn thấy cái gì, chỉ có một phiến không gian hỗn độn. Đây chính là lối vào ám vân địa ngục, mặc kệ, đi, hắn lướt về phía trước, sau đó tiến vào trong cửa đá, ầm ầm, cánh cửa đá sau lưng chậm rãi đóng lại. Lăng Hàn đi về phía trước, nơi này rất hỗn độn, chưa nói tới tối tăm nhưng lại giống thiên địa sơ khai, có ánh sáng bầy ra, tất cả vẫn ở trong trạng thái hỗn độn. Qua hai ngày sau đó, đột nhiên phía trước rộng rãi sáng sủa. Lăng Hàn mở mắt ra, hắn không dám tin vào mắt mình bởi vì hắn nhìn thấy một cái đầm lầy bầu trời lờ mờ mây đen nặng nề có một ít đám mây tối tăm bầu không khí nơi này rất áp lực lăng hàn nhìn về phía sau thông đạo vẫn còn đang ở bên trong lỗ đen tại sao lại xuất hiện đầm lầy lăng hàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn càng hiếu kỳ ai phát hiện ra nơi này có đại năng nào ăn no không có việc gì làm nên tiến vào lỗ đen chơi sao nhưng mà hắn cuối cùng đã tới ám vân địa ngục chương 4715, đầm lầy cự hạt. Nơi này không có thứ gì phân biệt phương vị, không có mặt trời và mặt trăng, không có quy tắc, tất cả đều là một phiến thiên địa độc lập. Lăng Hàn cảm ứng địa mạch, hắn lắc đầu, nơi này không thể cảm ứng được địa mạch. Như vậy hắn thiếu đi chỗ dựa lớn nhất, nhưng mà, thánh nhân không thể tiến vào nơi này, lại thừa nhận bài xích to lớn, cho nên, tôn giả lộng quyền, như vậy Lăng Hàn bằng vào kèn lệnh đại đế cũng có năng lực tự vệ. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không thể khinh thường, bởi vì tôn giả quá mạnh, phản ứng của hắn chỉ cần chậm hơn một chút, hắn không kịp sử dụng kèn lệnh, vậy thì hắn sẽ tan xương nát thịt. Đồ chơi này chỉ có xuất kỳ bất ý mới có hiệu quả. Cho nên, đầu tiên là phải khiêm tốn, lang hàn thì thào, hắn không thể vừa đến đã kéo thù hận với tôn giả, như vậy 10 năm nay hắn chỉ có thể trốn đông trốn tây, còn nói gì tới gia tăng tu vi nhanh chóng. Tốt, bắt đầu tìm tử vong thành, lang hàn xuất phát, bắt đầu tiến về phía trước, đầm lầy này đều là bùn máu tạo thành sao. Lăng Hàn cúi đầu nhìn xuống, dưới đất là màu đỏ tươi, càng có một mùi máu tươi gây mũi, hắn sử dụng bí lực hóa thành bàn tay nắm một nắm bùn đất quan sát, càng nhìn hắn càng cảm thấy đây là huyết nhục tạo thành. A, à, hắn kinh ngạc, bởi vì bàn tay bí lực của hắn đang bị ăn mòn thật nhanh. Lực ăn mòn thật mạnh, Lăng Hàn cảm thán nói, may mắn, nơi này cũng không có trọng lực đáng sợ áp chế, hơn nữa có đạo tắc có thể sử dụng dùng, phi hành chỉ là chuyện nhỏ, cho nên hắn không sợ thịt nát ăn mòn. Ám vân địa ngục nguy hiểm không gì sánh được, có khả năng một nửa người còn chưa tìm ra tử vong thành thì chết trên đường đi. Như vậy, những bùn máu này có phải là người nhiều đời tiến vào đây biến thành hay không? Hàng năm đều sẽ có lượng lớn người bị lưu vong vào nơi đây, lại thêm những thiên tài khát vọng cường đại, số lượng gộp lại thật sự không ít. Tại sao lưu vong nơi đây mà không phải giết chết? Ví dụ như đế tử, trên người có bí bảo và câu thông với gia tộc, một khi bị giết, thánh nhân có thể phát động thôi diễn, sẽ phát hiện hung thủ là ai, liếc qua là thấy ngay, nhưng nếu giam lại và ném vào nơi này, khi đó không có tín hiệu truyền ra, sinh tử khó dò. Đương nhiên, không có bao nhiêu người dám trêu chọc đế tộc, cho nên bị lưu đày tới nơi đây phần lớn là đệ tử thế lực thánh địa, tôn giả, giáo chủ hoặc có quan hệ thân thích, thuộc về loại người không thể chém giết hiển nhiên. Đầm lầy này không thấy điểm cuối, phải chết bao nhiêu người mới có thể tạo thành. Lăng Hàn cảm khái, hắn tiếp tục đi tới, hắn tới đây vì mạnh lên, cũng không phải đến cảm thán nhưng mà hắn đi nơi nào nơi này cũng không có đông tây nam bắc hơn nữa cho dù biết rõ thiên nam địa bắc hắn đi hướng nào lăng hàn chỉ nhắm vào một hướng cùng lắm thì hắn đi vòng lại bành đột nhiên nước bùn phía trước vỡ ra chỉ thấy một cây roi màu đỏ đánh tới đánh thẳng về phía lăng hàn ánh mắt lăng hàn nhìn quét qua thứ này không phải là roi nó chính là đuôi bò cạp đây là đuôi gai cái gai sắc nhọn đầy phù văn có lẽ nó có lực phá hoại cực lớn lăng hàn nghĩ nghĩ Hắn sử dụng pháp khí Tam tinh, đây là một cây búa, cũng là chiến lợi phẩm hắn thu được, hắn sử dụng pháp khí công kích. Phốc, đuôi bò cạp đâm xuyên qua cây búa, khốn kiếp, lực phá hoại thật kinh khủng, pháp khí Tam tinh biến thành đồ bỏ, Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn ném cây búa đi, sau đó xuất huyền đánh vào đuôi bò cạp. Một quyền đánh xuống, cái đuôi bò cạp bị đánh gãy. Lần này, bên dưới đầm lầy xem như nổ tung, chỉ thấy một con bò cạp nhảy lên mặt nước, tăng thêm cái đuôi, chiều dài vượt qua trăm trượng. Toàn thân màu đỏ sậm răng đầy phù văn, thân thể đang phát sáng. Cái gai đuôi bị gãy làm nó bị đau nổi điên, oanh, bỏ cạp rút đuôi, lực lượng khổng lồ đánh tới, cũng đánh Lang Hàn bay ra ngoài. Lực lượng thật kinh khủng, Lang Hàn gật đầu, nếu sinh nan cảnh gặp được ra hỏa này, khẳng định chỉ có trốn, cũng không có tư cách đối kháng, nếu không sẽ phải chết. Hắn lập tức xiết trở về, hắn phát động đế thuật trọi cứng với bỏ cạp. Luận lực lượng, bỏ cạp chiếm thế thượng phong, nhưng hung thú chỉ mạnh ở sức mạnh cũng không phải mạnh tiên thuật bởi vậy ưu thế khó phân trên dưới từ đó bọ cạp chỉ có thực lực tương đương lăng hàn đánh nhau như vậy cái gai của bọ cạp cũng khôi phục xoát nó lại đâm vào lăng hàn đây là đại sát khí của nó có được hiệu quả phá phòng ngự đáng sợ chỉ cần bị đuôi gai đâm chúng kịch độc đáng sợ sẽ ăn mòn sinh cơ đối phương muốn chết sao lăng hàn cười một tiếng ông hỗn độn cực lôi tháp trồi lên bành đuôi gai đâm tới mang theo lực lượng kinh khủng cho dù là tiên kim tứ tinh cũng bị đâm thủng, cho dù chỉ thủng một lỗ nhỏ cũng đủ rồi, có thể rót kịch độc vào. Nhưng vấn đề là, hỗn độn cực lôi tháp là tồn tại gì? Mẫu kim, cho nên hai bên va chạm, hỗn độn cực lôi tháp không có gì, cây gai lại gãy lần nữa, hơn nữa lần này thảm hại hơn, trước đó chỉ bị đánh cong, hiện tại là đứt gãy, sẽ không nối lại được. Bỏ cạp đau đớn nên công kích phát cuồng, lang hàn không sợ, nếu ngươi có thể đánh vỡ hỗn độn cực lôi tháp, như vậy xem như ngươi thắng có chuẩn đế binh trợ giúp, Lăng Hàn dễ đang xử lý bỏ cạp. Thịt này khẳng định ăn không ngon, Lăng Hàn nhìn thi thể bỏ cạp chìm vào đầm lầy, vẻ mặt của hắn đầy đau lòng. Bình thường mà nói, thịt hung thú khẳng định rất ngon, nhưng con bỏ cạp này quanh năm sống trong bùn máu, hắn dám ăn thịt này sao? Tương đương hắn đang ăn thịt người, hơn nữa còn là thịt hư thối. Bỏ đi, Lăng Hàn thở dài, hắn tiếp tục đi tới, nhưng mà, trong đầm lầy có rất nhiều bỏ cạp không lâu lắm, lại có bỏ cạp tấn công hắn. Không có gì phải khách khí, chỉ chiến mà thôi. Một đường huyết chiến, 11 ngày sau, Lăng Hàn đã giết ra khỏi đầm lầy, nhưng phía trước lại không có đường đi, chỉ có hỗn độn bao phủ, tiến lên không được, hắn bị hỗn độn bắn ngược trở về, căn bản không tiến vào được. Lăng Hàn cũng không có thất vọng, hắn vốn nghĩ đầm lầy không có đường, vậy thì đi một vòng quanh đầm lầy là đủ. Nhiều ngày trôi qua, Lăng Hàn chiến đấu vô số lần, tu vi lại có tiến bộ rất lớn. Quả nhiên, ta có mệnh chiến đấu trời sinh. Hắn đi một vòng quanh đầm lầy, hắn tự nhiên gặp được bỏ cạp, cho nên hắn cần phải chiến đấu liên tục, tốc độ của hắn rất nhanh, hắn đã dò xét toàn bộ đầm lầy. Phía trước xuất hiện một con đường, không còn là đầm lầy, nơi này là khu vực núi rừng. Cuối cùng tìm được đúng hướng, Lăng Hàn đi về phía trước mấy bước, sau đó ngừng lại, hắn nhìn những cây cối chung quanh. T, trên cành cây đều treo đầu xương trắng, chương 4716, bóng đen, những xương trắng này đối ứng với sinh linh khác nhau có hình người cũng có hình thú cũng có nửa người nửa thú gần như có thể tìm được tất cả chủng tộc trong tinh không tại đây những sinh linh này chết như thế nào dường như là bị người giết chết nên bị treo lên cây chẳng lẽ là một loại nghi thức nào đó của thổ dân hoặc cây vốn lại yêu thụ giết người có khả năng ánh mắt lang hàn đảo qua trên mỗi gốc cây hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo xương cốt tâm hắn sinh ra báo động nhưng hắn không lui lại tất cả bình tĩnh lang hàn bay trên không trung trong lòng hắn kinh ngạc, hắn không có gặp được một chút nguy hiểm nào, chẳng lẽ hai mắt hắn nhìn thấy đều là ảo cảnh hay sao? Bang, đúng lúc này, một đạo tia chớp màu đỏ ngòm lao tới với tốc độ nhanh đến kinh người, nó đâm vào đầu của Lăng Hàn, dường như muốn đánh hắn rơi từ không trung xuống. Còn tốt, tốc độ thứ này rất nhanh nhưng lực sát thương lại bình thường, Lăng Hàn còn chưa rơi xuống đất hoàn toàn đã ổn định thân thể, bảo trì độ cao phi hành. Tia chớp đánh tới từ nơi nào? Lăng Hàn nhìn về phía bầu trời, tầng mây nơi này lờ mờ nhưng có số ít mấy khối là màu đỏ, trong đám mây đánh ra tia chớp đỏ ngầu, suýt nữa đánh hắn rất ra khỏi bầu trời. Chẳng lẽ, những sinh linh trên cây là bị tia chớp đánh rất xuống? Còn chưa nghĩ xong, phía trước xuất hiện đám mây đen kịt. Không, không phải mây, kia là chim. Một đoàn quái điểu mọc ra ba đầu, chúng lao về phía lăng hàn với tốc độ cực nhanh. Chỉ qua một hồi, bọn chúng cũng đã tới gần, rũi móng vuốt có thể sánh ngang tiên kim bình thường tấn công lăng hàn. Bành! Lăng Hàn va chạm với quái điểu, hắn có nắm chắc thực lực quái điểu không bằng hắn, nhưng vấn đề là, đối phương không chỉ có một, mà là một đám. Nhiều quái điểu như vậy cùng tiến lên, cho dù là Lăng Hàn cũng không ngăn được, hắn sắp bị xé thành mảnh vỡ. Lăng Hàn vội vàng hạ xuống, nhưng còn không chờ hắn đáp xuống đất, chỉ thấy những cây cối kia vươn cảnh bắt lấy hắn, chúng như xiềng xích muốn cuốn lấy hắn. Khốn kiếp, bốn phía đều là địch, khó trách nơi này được xưng là địa ngục, thật sự quá không hữu hảo. Lăng Hàn vận chuyển thiên đạo hỏa, hắn chiến đấu với đám yêu thụ, oanh, hỏa diễm xô trào, tất cả yêu thụ kiêng kỵ nên không dám bức bách. Nhưng chuyện này xong chưa? Trên bầu trời, ba đầu quái điểu xoay quanh không chung, bên dưới, thụ yêu vận dụng cành cây công kích không ngừng, giống như không giết hắn thì không bỏ qua. Ai sợ ai chứ? Tay trái Lăng Hàn vận chuyển thiên đạo hỏa, tay phải mang theo năng lượng hủy diệt, hiện tại hắn nắm giữ năm góc hủy diệt linh đồ, vượt qua một nửa, đủ để phát huy uy lực của năng lượng hủy diệt. Oanh, năng lượng tầng thứ cao quá kinh khủng cho dù bị cảnh giới của lăng hàn hạn chế nó vẫn bộc phát uy lực đáng sợ đánh những yêu thụ co rút dễ chạy trốn nhưng mà những sinh linh này thật sự khó chơi trốn thì trốn nhưng yêu thụ lại cản đường hắn liên tục chiến đấu suốt hai ngày cho dù là lăng hàn cũng cảm thấy một tia mỏi mệt bí lực của hắn cuồn cuộn không dứt nhưng tinh thần lại mệt mỏi đúng lúc này chỉ thấy vùng tối tăm bao phủ đằng xa nơi này rất tối tăm nhưng cũng có thể nhìn thấy lờ mờ cũng không phải hoàn toàn tối tăm, nhưng khu vực hắc ám thuần ví bao phủ lại không thấy thứ gì. oanh, trong nháy mắt mà thôi, quái điểu ba đầu trên cao hoảng sợ bay đi, chúng đáp xuống các nhánh cây, mà những yêu thụ cũng an tĩnh lại, chúng không ra tay công kích, chúng chẳng khác gì cây cối bình thường. lăng hàn kinh ngạc, hắc ám này có ý nghĩa gì? tại sao đám quái điểu và thụ yêu lại sợ như thế? còn chưa nghĩ xong, hắc ám đã tiến tới và bao phủ lăng hàn. đen nhánh, đây là cảm giác duy nhất của lăng hàn trong hắc ám đưa tay không thấy năm ngón cho dù hắn vận dụng thiên đạo hỏa cũng không nhìn thấy ánh sáng bỗng nhiên hắn có cảm giác lạnh lẽo đáng sợ giống như có đồ vật gì đó tập kích hắn cảm giác lạnh lẽo tận xương lông tơ của hắn như dựng đứng cái quỷ gì thế này cút hắn hét lớn một tiếng hỗn độn cực lôi tháp hiển hiện từng đám hỗn độn khí rủ xuống hào quang mẫu kim bạo phát hắc ám cũng không thể che phủ được lang hàn quay đầu lại hắn nhìn thấy có một cái đờ đang bám vào vai trái của hắn nhưng chỉ là cái đầu mà thôi nó đen nhánh tối tăm hoàn toàn không nhìn thấy ngũ quan làm lăng hàn nhìn sang cái đầu này há miệng như chậu máu cắn lăng hàn ha ha lăng hàn vận dụng kèn lệnh đại đế gợn sóng vô hình bao phủ cái đầu kia ngửa đầu lên cao và gào thét nhưng không phát ra âm thanh nào cả hắn nhân cơ hội này thoát ra khỏi đối phương đó là bóng đen hình người do hắc ám thuần túy tạo thành nó chỉ có hình người có khuôn mặt lại không có ngũ quan có tay lại không ngón tay càng tả ác khó nói thành lời quỷ vật lang hàn lắc đầu mặc dù thứ này giống âm hồn nhưng lại có một tia sinh khí cũng không phải sinh vật âm phủ bóng đen kia sừng sốt một chút đã xảy ra tình huống như thế nào tại sao mình học sói chu phải biết hắn không phát ra âm thanh tại sao lại có xúc động như sói chu không cần biết ngươi là thứ gì đánh nổ lang hàn hét lớn một tiếng oanh toàn thân bị năng lượng hủy diệt bao phủ xoát 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 càng nhiều bóng đen xuất hiện dường như trong hắc ám có vô số bóng đen đang nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Bọn chúng muốn tấn công Lăng Hàn, ta xem các ngươi là người hay quỷ. Lăng Hàn vận dụng sát khí xung kích, ông, những bóng đen kia dừng lại, gương mặt vặn vẹo. Bọn chúng cũng không có ngũ quan, bởi vậy, gương mặt đang vận vẹo rất quỷ dị. Ăn sát khí xung kích thì tốt, Lăng Hàn xông tới, hắn liên tục suốt quyền tấn công. Oanh, năng lượng hủy diệt sôi trào, chiến lực của hắn bộc phát hoàn toàn. Cho dù bóng đen này làm yêu thụ, quái điểu vô cùng kiêng kỵ, nhưng trước mặt Lăng Hàn, chúng bị áp chế hoàn toàn, sát khí xung kích bao phủ, bọn chúng suy yếu trên diện rộng, sau đó năng lượng hủy diệt đánh chúng và chúng biến mất. Nhưng mà, hắc ám như nước thủy triều, bóng giết mãi không hết. Lăng Hàn đã hiểu vì cái gì thụ yêu và quái điểu nhượng bộ lui binh, bởi vì bóng đen có số lượng quá nhiều, cho dù là ai cũng không ngăn cản được. Bởi vì phần lớn đều ở trên bầu trời, cho nên chỉ cần hạ xuống là có thể trốn, chỉ cần không phát ra động tĩnh thì không kéo thù hận. Nhưng biết rõ điểm ấy, hắn cũng không có tính toán bỏ trốn. Chẳng phải hắn khao khát huyết chiến như vậy sao? Chỉ có chiến đấu mới giúp hắn trưởng thành nhanh chóng. Đến, chương 4717, Thạch Ốc trong rừng. Lăng Hàn đại chiến, huyết chiến với sinh mệnh không rõ. Dù chiến lực của hắn cường đại, bản thân có thể hóa giải sáu trọng thiên công kích, hắn có thể phách cường đại không gì sánh bằng, nhưng đối mặt nhiều sinh linh bóng đen như vậy, hắn vẫn bị thương nếu như bọn nó không đủ cường đại thì làm sao làm quái điều và thụ yêu trốn tránh? may mắn hắc ám luôn tiến lên phía trước, đại khái kéo dài gần nửa ngày, cuối cùng chúng cũng đi qua toàn bộ. hắc ám vừa đi, những bóng đen kia biến mất tất cả, giống như chúng chỉ tồn tại trong hắc ám. lăng hàn thở ra, hắn đặt mông ngồi xuống mặt đất, mệt, thật sự là quá mệt mỏi. hắn cũng không phải huyết chiến với bóng đen, trước đó còn có quái điều ba đầu. a, à, lăng hàn nhìn lướt qua, chỉ thấy trên đỉnh cây những ban đầu quái điểu ít đi một nửa, mà còn lại đều hóa thành tượng đá, cũng không có lập tức vỗ cánh bay đi hay tấn công lăng hàn. Những sinh linh này giết cũng vô ích, nếu không chủ động công kích mình, vậy hắn cũng không có ý xuất thủ. Quên đi, hắn khôi phục một chút và tiến lên. Sau khi trải qua hắc ám tàn phá, cái núi rừng khôi phục bình tĩnh, cho dù là quái điểu hay là thụ yêu, tất cả như lâm vào ngủ say. Khó trách, lăng hàn gật đầu, nếu không có bình tĩnh như thế, đám người tiến vào nơi đây có bao nhiêu người tìm được tử vong thành. Sau khi đi một đoạn, Lăng Hàn phát hiện một gian thạch ốc đặc biệt đơn sơ, bên trong không có cả cái bàn, trống rỗng, hơn nữa nhỏ đến thương cảm. Hắn tìm kiếm nhưng không phát hiện thứ gì, đây là nơi tiền nhân lưu lại, nhưng dựng một gian thạch ốc trong khu rừng này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ còn có người nghỉ lại ở chỗ này, đã bước vào tiên đồ, còn cần nơi chắn gió che mưa sao? Lăng Hàn không có phát hiện bất cứ dị thường nào, lắc đầu, hắn nhanh chân tiến lên. Lại qua nửa ngày, những thủ yêu kia phục sinh, chúng bắt đầu tấn công Lăng Hàn, nhưng đánh cho đến khi Hắc Ám xuất hiện, tất cả giống lần trước như đúc. Lăng Hàn cười ha ha, hắn đi ngược Hắc Ám tiến lên phía trước. A, à, hắn giết về phía trước, đột nhiên hắn kinh ngạc, bởi vì hắn thấy ánh sáng. Xảy ra chuyện gì? Lăng Hàn tiếp tục tiến lên, hắn phát hiện nơi phát sáng là thạch ốc. Cũng không khác gì thạch ốc lúc trước, chỉ có vài tảng đá chấp phá tạo thành, nhưng bây giờ mỗi một tảng đá đều tỏa ra ánh sáng nhu hòa mặc dù không sáng nhưng trong hắc ám tuyệt đối lại đủ để chiếu sáng một phiến thiên địa. Lăng Hàn giết tới, hắn tiến vào trong nhà đá, chỉ thấy hắc ám gào thét ở cửa vào, còn có từng gương mặt màu đen không có mặt mũi rừng ở cửa, chúng nhìn chung quanh và rời đi. Đây là một nơi ẩn núp, Lăng Hàn đã hiểu ra, vì cái gì trong rừng rậm có một gian thạch ốc đây không phải vì chắn gió che mưa, mà là có thể tránh bị hắc ám thôn phệ. Hắn thật sự không cần, với thực lực cường đại của hắn, hắn hoàn toàn có thể đối kháng sinh linh trong bóng tối, nhưng cũng không phải mỗi người đều trâu bò như hắn, hơn nữa còn có rất nhiều sinh đan cảnh tiến vào nơi này, bọn họ ngăn cản thế nào. Làm cho Lăng Hàn hiếu kỳ chính là, nhà đá này do ai xây? Phần lớn người tiến vào nơi này đều là bị lưu vong, còn có người có ý như thế, chế tạo thạch ốc che chở người đến sau. Lăng Hàn đưa tay vuốt ve tảng đá, trước đó hắn đã nghiên cứu qua, không hề phát hiện cái gì, hiện tại đã khác, mặc dù những tảng đá này đang phát sáng nhưng chẳng khác gì tảng đá bình thường. Nửa ngày sau, hắc ám đi qua lăng hàn thử gỡ căn phòng này những tảng đá chỉ trồng lên nhau đơn giản từ đó tạo thành một căn phòng kỳ thật nói tảng đá này là cái hộp thì chính xác hơn cho nên chỉ cần tháo khối đá lớn trên đầu thì bên trong trống trải hắn đưa tay bóp tùy tiện bóp một góc tảng đá như bóp đậu hủ không phải tảng đá không đủ cứng rắn mà là nó không đáng chú ý trước mặt lăng hàn lăng hàn có thể khẳng định cường độ không khác gì tảng đá bình thường nhưng vì cái gì nó lại hình thành che chở lăng hàn không hiểu hắn nghĩ mãi mà không thông, nghiên cứu một hồi, Lăng Hàn tiếp tục lên đường, cũng không thể bởi vì không hiểu mà hắn ở lại nơi này nghiên cứu cả đời. Rừng rậm này rất lớn, hơn nữa, thường cách một đoạn đường là có thể tìm được một gian thạch ốc, cho nên, chỉ cần đoán ra thời gian, kỳ thật không cần chiến đấu cũng có thể ra khỏi khu rừng. Sau khi đi qua mấy gian thạch ốc, Lăng Hàn ở đi vào thạch ốc kế tiếp, hắn liền bắt đầu đào móc. Có lẽ thạch ốc thần kỳ cũng không ở bản thân của nó, mà là ở dưới nền đất có gì đó nhưng hắn mới đào mấy lần đã thấy chất lỏng dâng lên lăng hàn ngay từ đầu còn tưởng rằng là suối nhưng sau khi nhìn rõ chất lỏng thì hắn nhíu mày đó là máu đào đất mấy lần lại có máu tươi đỏ thấm chảy ra chuyện này thật khiếp người đây là tình huống như thế nào nơi đây chết nhiều người nên tạo thành tình cảnh tương tự đầm lầy hắn nhìn về phía thạch ốc trong lòng hơi động hắn trực tiếp động thủ đánh nát thạch ốc sau đó hắn rời đi một ngày sau lăng hàn lại chạy trở về nhưng hắn trợn mắt nhìn. Bởi vì thạch ốc vỡ nát lại đứng sừng sướng tại nơi đó. Đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói thạch ốc có công năng tự xây dựng, Lăng Hàn không tin, như vậy là ai vụng trộm chạy tới dựng lại thạch ốc. Ngẫm lại, cái nội tâm hắn sinh ra hiếu kỳ mãnh liệt. Hắn lại xuất thủ hủy thạch ốc, sau đó hắn cũng không hề rời đi, hắn lưu lại tại nơi này. Không có cái gì phát sinh, thụ yêu không có nhúc nhích, ba đầu quái điểu cũng không có đánh tới, cái này phảng phất chính là một tòa lại so với bình thường còn bình thường hơn núi rừng. A a a, chẳng lẽ bởi vì hắn ở nơi này nên kỳ tích diễn ra. Lăng Hàn nghĩ tạm thời rời đi, hắn lại lặng lẽ vòng trở về, trốn ở một bên giám thị, nhưng phía trước lại có hắc ám quét qua. Chuẩn bị chiến đấu, Lăng Hàn nâng hai tay lên, đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khó tin, chỉ thấy một lão giả áo xám lặng lẽ xuất hiện, tóc cũng là xám trắng, cáo lưng còng và hắn cực kỳ già nua. Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh khắp nơi, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy lão giả này xuất hiện từ đâu. Tình huống như thế nào? Lão giả áo xám đi đến bên cạnh thạch ốc, hắn lại rời các tảng đá tới và xếp chúng như xếp gỗ, lúc này một gian thạch ốc mới đã xuất hiện. Ở trong quá trình này, lão giả áo xám từ đầu đến cuối không có nhìn sang Lăng Hàn một cái, sau khi thạch ốc hình thành hắn đi vào, sau đó quay đầu cười với Lăng Hàn một cái, sau đó hắn tiến vào bên trong. Nụ cười này làm Lăng Hàn dùng mình, quá quỷ dị. Chương 4718, lão giả quỷ dị. Lúc này, Lăng Hàn mới phát hiện, tốc độ Hắc Ám xâm nhập mặc dù nhanh đến kinh người, tốc độ của lão giả áo xám thì chậm rãi, nhưng sau khi hắn tiến vào trong thạch ốc, Hắc Ám vẫn không có tới gần. Oanh, đúng lúc này, bóng tối vô tận ập tới. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn hơi nghiêng người đi tới thạch ốc. Lòng hiếu kỳ của hắn thật sự quá lớn, muốn biết tình huống cuối cùng như thế nào. Nhưng sau khi hắn tiến vào thạch ốc, hắn lại kinh ngạc phát hiện không thấy hình bóng của lão giả ở nơi nào chỉ có thạch ốc đơn giản hơn nữa nó còn tỏa ra ánh sáng lộng lẫy giống như những việc lúc trước chỉ là ảo giác của lăng hàn người đâu hư không tiêu thất trong thạch ốc trống rỗng lăng hàn thả thần thức cảm ứng nhưng thần thức của hắn dò xét thế nào cũng bị ngăn cách hoàn toàn dưới mặt đất vô dụng thần thức đang chạm vào một cái màn căn bản không thể tiến vượt qua bùn máu sao lăng hàn cau mày lão giả áo xám đến từ đâu hắn là người nào tại sao lại chữa trị thạch ốc này chờ hắc ám qua đi lăng hàn đã làm hỏng thạch ốc mà lần này hắn đánh mỗi tảng đá vỡ nát sau đó hắn chờ một lúc trôi qua hắc ám đúng hạn lại tới lão giả áo xám lại xuất hiện lần này lăng hàn nhìn rất cẩn thận hắn vẫn không thể nắm được tung tích của lão giả áo xám giống như hắn vẫn ở nơi đây giống như hắn vừa mới phát hiện mà thôi ha ha hiện tại tảng đá đã tan thành phấn ngươi làm sao bây giờ nhưng mà lão giả áo xám chỉ vươn tay ấn một cái bột đá đầy đất rung động và ngưng tụ với nhau sau đó từng khối đá lớn xuất hiện sau đó giống như ngày hôm qua lão giả lại dựng thạch ốc như cũ lần này lăng hàn nhìn thấy rõ ràng hắc ám lao tới chậm đi cả vạn lần bao quát động tác của hắn cũng dừng lại chỉ có động tác chậm rãi của lão giả là không chịu ảnh hưởng đó là quy tắc lăng hàn nghĩ đến chỉ cần hoàn toàn nắm giữ thổ quy tắc là có thể chuyển đổi bột đá thành tảng đá dễ dàng việc này không có gì khó khăn nhưng việc này cần tu vi thấp nhất là thánh nhân lão giả áo xám là thánh nhân nói đùa gì thế nơi này bài xích thánh nhân nếu không cửu sơn lão gia cũng có ý định bội tiếp hắn tới nơi này sẽ bảo hộ hắn trọng điểm hơn nữa thánh nhân không có chuyện làm cả ngày ở chỗ này dựng thạch ốc lang hàn rất hiếu kỳ hắn nhìn thấy thạch ốc được dựng lên hắn vội vàng phát động thân pháp lao vào trong thạch ốc thế nhưng mà tốc độ lão giả rất chậm hắn lại càng chậm hơn hắn đã vận dụng chỉ xích thiên nhai nhưng tốc độ của hắn chẳng khác gì rùa bò hắn dùng tốc độ cực chậm lao vào trong thạch ốc lúc này lão giả áo xám đã dựng xong thạch ốc hắn quay đầu cười với lăng hàn một tiếng nụ cười kia quỷ dị không gì sánh được từ đó thân thể lăng hàn lại run rẩy xèo tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc không phải nói hiệu quả làm thời gian chậm lại biến mất hắn khôi phục tốc độ bình thường lăng hàn tiến vào thạch ốc hắn không có nhìn thấy lão giả áo xám hắn lắc đầu Lão giả áo xám tu vi hơn xa hắn, từ việc có thể làm thời gian chậm lại là có thể nhìn ra chênh lệch to lớn bằng trời. Nước nơi này rất sâu, Lăng Hàn chờ trong nhà đá thật lâu, hiện tại hắn cũng không phá hư thạch ốc, bởi vì làm như thế không có ý nghĩa. Hắn lại tiếp tục lên đường, hắn sắp rời khỏi nơi này. Phía trước vẫn có từng tòa thạch ốc, hắn bỏ ra thời gian 7 ngày, Lăng Hàn đã đi tới cuối khu vực núi rừng. Xuất hiện trước mặt hắn là một con sông lớn. Con sông chỉ rộng trăm trượng nhưng lại dài không nhìn thấy điểm cuối. Lang Hàn đi bên cạnh dòng sông, chỉ thấy trên dòng sông có khí thể phun trào và hóa thành từng thân ảnh, trẻ có già có, có nam có nữ, giống như thế gian muôn màu đều có thể nhìn thấy tại nơi này. Hắn đi theo dòng sông tới Thượng Du, đi một hồi, bỗng nhiên hắn nhìn thấy dòng sông phía trước có một chiếc thuyền nhỏ. A, à, hắn ngưng mắt, chiếc thuyền này thực sự rất nhỏ, phải nói là một chiếc thuyền lá nhỏ thì thích hợp hơn, trên thuyền chỉ có một người ngồi xem thân thể là một nam tử, trên đầu của hắn đội nón trúc, trong tay cầm một cây xào dài. Lăng Hàn có cảm giác hoang đường, trong dòng sông quỷ dị này xuất hiện người chèo thuyền. Thuyền nhỏ xuôi dòng tiến lên, tốc độ của chiếc thuyền rất nhanh, trong nháy mắt đã đi tới gần Lăng Hàn, thuyền phu lại ngước nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn cảm giác tâm thần rung động, đôi mắt của thuyền phu màu trắng đục, mà làn da của hắn là màu xanh trắng, hắn chẳng khác gì thi thể đã chết nhiều năm. Xoát, thuyền nhỏ nhanh chóng vượt qua, đây là ám vân địa ngục, tình huống nơi này thế nào. Lăng Hàn sinh ra hiếu kỳ nhưng hắn biết rõ, tu vi mình bây giờ quá yếu, hắn không có tư cách dò xét mọi việc. Mạnh lên, mạnh lên, hắn áp chế lòng hiếu kỳ và tiến lên phía trước, bởi vì có thật nhiều người đã tiến vào ám vân địa ngục, cũng đi tử vong thành lịch luyệt. Những người này mặc dù phần lớn chết trên đường dò tìm nhưng cũng có số ít người sống rời đi, cho nên cũng có được tư liệu liên quan tới ám vân địa ngục. Cho nên Lăng Hàn biết rõ chỉ cần đi theo con sông này là có thể đi tới tử vong thành bước đi, mặc dù đường xá xa xôi nhưng cũng không có gặp địch nhân gì, 9 ngày sau đó, Lăng Hàn đã đi tới cuối dòng sông. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa thành nguy nga to lớn không gì sánh được, mà dòng sông chảy qua một góc tường thành. Tử vong thành, đây đúng là tòa thành to lớn, với thị lực của Lăng Hàn cũng không cách nào nhìn thấy phần cuối, tòa thành bao phủ trong tường thành bằng kim loại. Cho dù là như thế, Lăng Hàn không tùy tiện đi vào, hắn đi vòng quanh thật lâu, rốt cục hắn mới tìm được cửa thành hắn cất bước đi qua, chỉ thấy người canh giữ cửa cũng có tu vi trúc cơ. Thủ vệ trúc cơ, đội hình như thế có thể nói là tương đối hào hoa. Nhưng mà bắt đầu từ sinh đan cảnh, kẻ bên ngoài mới có thể sống sót tới nơi này, nếu không, lực hút của lỗ đen trước đó đã có thể xét nát người ra. Cho nên, những người này hoặc được cường giả mang vào, hoặc là thổ dân nơi đây. Vô số năm trôi qua, tử vong thành từ không tới có, cũng được người ta tạo ra, mà nhiều đời người tiến vào cũng an cư tại đây, sinh hạ hậu đại, sinh sôi không ngừng. A, à, tiểu tử ngươi là người mới tới, nhìn thấy Lăng Hàn đến gần, tên thủ vệ nhìn hắn và hỏi thăm. Lăng Hàn cười một tiếng, trên mặt ta không có khắc chữ, tại sao các ngươi biết ta mới tới? Tiểu tử ngươi một mặt trắng nõn nà, liếc mắt là biết người bên ngoài. Có thủ vệ cười nói, qua một tháng nữa, tiểu tử ngươi không chết, nếu ngươi còn giữ được dáng vẻ hiện tại, lão tử đi đầu bằng đất. Chương 4719, tìm hiểu tình huống. Lăng Hàn cười một tiếng, ta đúng là người bên ngoài, các vị có đề nghị gì tốt hay không? Hắn không có một tia hiểu rõ về tử vong thành, tự nhiên không thể lỗ mãng xông loạn. Sau khi đưa mấy khối đạo thạch ra ngoài, những thủ vệ này mặt mày hớn hở, bọn họ ân cần không gì sánh được. Trên thực tế, mặc dù Lăng Hàn tu vi cao hơn bọn họ nhiều, nhưng bọn họ cũng là người có hậu trường, nếu Lăng Hàn dám hành hung, chẳng khác gì tát vào mặt vị đại nhân kia cho dù ngươi là sinh đan, chân ngã cũng sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Bên ngoài có địa vị lớn, nhưng vào nơi này không có tác dụng gì, cho dù là đế tử cũng phải kẹp cái đuôi làm người. Lăng Hàn không có lấy cảnh giới đè người, ngược lại xương huynh gọi đệ với bọn họ, càng lấy ra đạo thạch cho bọn họ, tự nhiên sẽ làm bọn họ nhiệt tình. Tử vong thành hiện tại cùng chia thành 5 thế lực lớn, đều là cấp bậc tôn giả. Năm vị tôn giả này theo thứ tự là băng tàm tôn giả, cửu cung tôn giả, huyết nha tôn giả, Xích Nguyệt Tôn Giả và Phạm Hải Bồ Tát, năm tên Tôn Giả thống lĩnh gần như 9 thành nhân khẩu tử vong thành, còn lại mới bị các thế lực khác chia chác. Những thủ vệ cửa thành như bọn họ thuộc về Xích Nguyệt Tôn Giả, chớ nhìn bọn họ không có phân lượng gì, nhưng nếu người nào dám động đến bọn họ, vậy tương đương với khiêu khích Xích Nguyệt Tôn Giả, tự nhiên sẽ có đại năng xuất thủ trấn áp. Ở chỗ này, trừ đạo thạch ra, còn có một loại thánh phẩm tu luyện cực kỳ chân quý, nhìn qua nó không khác gì tảng đá, phía trên hiện đầy đường vân huyết sắc, nó có thể trợ giúp tu luyện cực nhanh, có thể so sánh với thiên tài địa bảo. Loại thánh phẩm tu luyện này được gọi là Nguyên Đạo Thạch, bởi vì tác dụng không khác gì đạo thạch nhưng hiệu quả tốt hơn mấy trăm lần. Nguyên Đạo Thạch khống chế trong tay năm vị tôn giả, muốn thu hoạch được, thứ nhất đương nhiên cần gia nhập thế lực năm đại tôn giả, đạt tới cấp bậc nhất định hoặc lập công lớn mới có thể ban thưởng. Thứ hai là giao dịch, dùng lượng lớn đạo thạch đi mua sắm, ví dụ dùng bảo vật, đại dược và các loại tài liệu chân quý khác. Cuối cùng phần lớn người lựa chọn đấu võ đài, thu hoạch thắng lợi nhất định sẽ đạt được ban thưởng nguyên đạo thạch, mà thắng liên tiếp còn có thể đạt được ban thưởng ngoài ngạch. Nhưng mà, lôi đài chiến tàn khốc không gì sánh được, động một tí sẽ bị thương nặng, sau khi đánh xong mất đi tay chân cũng là việc bình thường, mỗi ngày có không ít người nằm xuống. Nhưng không có biện pháp nào thu hoạch nguyên đạo thạch nhanh chóng hơn, hơn nữa cũng không cần xem sắc mặt người khác, chỉ cần thực lực đầy đủ là có thể thu hoạch, bởi vậy đây là biện pháp được nhiều người lựa chọn. Lăng Hàn cảm ơn những thủ vệ này, Hắn tiến vào Tử vong thành. Đầu tiên, hắn tìm lối ra. Trước đó thủ vệ còn nói cho hắn biết một chuyện quan trọng, đó chính là Tử vong thành mặc dù không có phân chia ngày đêm, nhưng bởi vì đều là kẻ bên ngoài hoặc là hậu đại kẻ bên ngoài, cho nên bọn họ cũng quên với khái niệm ngày và đêm. Vào nửa đêm sẽ có âm phong đáng sợ bao phủ khắp thành, có thể tùy tiện làm người chết cóng. Cho nên, trong thời gian này trừ một ít cao thủ giáo chủ và tôn giả ra, những người khác phải ngoan ngoãn lưu lại trong nhà, ra ngoài chính là tự tìm đường chết cổ quái là chỉ cần dùng vật liệu đá trong tử vong thành dựng thành kiến trúc cho dù đơn sơ cỡ nào cũng có thể ngăn cản âm phong loại vật liệu đá này đã sớm bị chia cắt xong muốn dựng căn phòng đơn sơ cho mình cũng không được cho nên chỉ có thể đi tìm khách sạn ở khách sạn sử dụng đạo thạch thanh toán phí tổn đương nhiên người muốn dùng nguyên đạo thạch cũng được hắn không mốc như vậy lang hàn dựa theo những tin tức thủ vệ kia cung cấp hắn nhanh chóng tìm được một cái khách sạn tinh vũ khách sạn hắn nhìn biển trước cửa khách sạn sau đó hắn cất bước đi vào bên trong. Khách sạn này rất lớn, có được phòng xá to lớn, chắc chắn người ở nơi này rất nhiều, ra ra vào vào vô cùng náo nhiệt. Lăng Hàn đến không gây chú ý cho ai, ở bên ngoài hắn là yêu nghiệt thanh danh to lớn, thiên phú của hắn chỉ có một ít người thuộc thế hệ hoàng kim, đinh thụ mới có thể so sánh. Nhưng ở nơi này, không có người nào nhận ra hắn. Hắn chính là một người bình thường mà thôi. Lăng Hàn muốn một gian phòng, phí ăn ở nơi này đắt kinh người, ở một đêm cần trả 100 đạo thạch cũng không khác gì cướp tiền cũng không có biện pháp âm phong có thể giết người trừ phi ngươi là cao thủ cấp giáo chủ bằng không cứ ngoan ngoãn chờ làm thịt cái gì ăn cơm chùa ngươi biết khách sạn này thuộc về ai không xích nguyệt tôn giả dám ăn cơm chùa của tôn giả người chán sống rồi Lăng hàn dự chi phí ăn ở một tháng hắn hiện tại không bao giờ thiếu đạo thạch tinh tế tệ bên trong tài khoản tinh võng đã sử dụng hết trong túi của hắn còn có rất nhiều sau khi giải quyết vấn đề ăn ở Lăng Hàn liền bắt đầu đi tìm hiểu tình huống cụ thể của lôi đài chiến. Chiến đấu đều có chỗ cố định, hắc ám xa trường nằm ở trong thành, tham chiến không cần bất cứ phí tổn gì, người xem cuộc chiến cũng thế, mặc kệ là chiến đấu cũng tốt, xem cuộc chiến cũng được, tất cả đều gặp nguy hiểm to lớn. Bởi vì nơi này cũng không có cấm chế, Dự âm công kích đánh ra có thể đánh người liên quan trọng thương, thậm chí oanh sát. Chiến đấu cũng không có trọng tài, muốn thắng, hoặc là đối thủ nhận thua, hoặc là đánh chết đối thủ. Nghe nói, Hắc ám xa trường do năm đại tôn giả liên hợp khống chế, cho nên hoàn toàn không người nào dám làm loạn. Việc này càng làm Lăng Hàn sinh ra hiếu kỳ, không có chỗ tốt, tại sao năm đại tôn giả phải vẽ vời thêm chuyện? Muốn mọi người có hoạt động giải trí sau khi trà dư tử hậu hay sao? Trên thực tế, Lăng Hàn càng muốn biết nguyên đạo thạch khai thác ở nơi nào, nếu như biết rõ địa phương, hắn có thể đi đào. Chuyện này đương nhiên phải bàn bạc kỹ hơn, nhưng mà, hắn cần đấu võ đài kiếm nguyên đạo thạch mới là sự thật. Lăng Hàn quan sát, sau khi thắng 3 trận là có thể thu hoạch được một khối nguyên đạo thạch, đại khái chỉ lớn như ngón út, ít đến thương cảm, nếu thắng 10 trận sẽ được thưởng nguyên đạo thạch lớn bằng nắm tay, hai loại phương thức đều có thể trồng lên. Lôi đài chiến có hai loại, một loại là chiến đấu cùng giai, một loại khác là chiến đấu cùng cảnh giới, nếu có thể thắng đối thủ tu vi trên mình, người sẽ có thêm điểm ngoài danh ngạch, gia tăng độ lớn nhỏ khi thu hoạch nguyên đạo thạch. Mặt khác, tranh tài cho phép nhận thua, nhưng sau khi nhận thua ba lượt sẽ bị phạt nửa năm sau không được tái chiến hắc ám xa trường bởi vậy chỉ cần có một tia khả năng lập bàn người dự thi sẽ cố gắng đánh cược một lần việc này không khác gì gia tăng nguy hiểm dẫn đến càng nhiều người bị thương thậm chí tử vong lăng hàn hiểu rõ tất cả sau khi nghỉ ngơi thật tốt ngày thứ hai hắn đã tiến vào hắc ám xa trường và báo danh hắn lựa chọn chiến đấu cùng cảnh giới không ngại tu vi đối thủ cao hơn mình nhưng sau một lúc hắn nhận được tin tức có thể vào sân đánh một trận hắn tiến vào chỉ thấy hắc ám sa trường rất lớn có thể đồng thời dung nạp chí ít 10 tổ người đối chiến trong đó không chỉ có một trọi một còn có một đấu nhiều nhiều đấu nhiều bị phân chia thành khu vực chiến đấu khác nhau